Thì mình nói qua một chút về cái quyển sách này á. Thì hôm trước mình có trong cái buổi Setsumekai mình cũng nói qua một lần rồi á, thì mình lướt nhanh lại thôi. Thì nó có 4 chương. Chương nhất là chương về Yoshitsuhu and Oyobi là Yosuke Kiki, thì nó nói về cái phương pháp hàn và những cái dụng cụ mà cái máy hàn. Chương 2 thì là nó nói về cái gọi là vật liệu hàn, cái đặc tính của hàn và cũng như là những đặc tính của cái mối hàn. Cái thứ ba là sẽ liên quan đến cái việc mà lực học của mối hàn và thiết kế. Cái thứ tư là phần mà gọi là nhiều nhất và phần là gần như sẽ liên quan đến công công việc của mình nhiều nhất, đó là phần mà thi công và quản lý hàn. Thì hôm nay là mình sẽ bắt đầu chương đầu tiên. Chương tiên thì hôm nay mình sẽ tập trung vào là phần 1.1, 1.2.1, 1.2.2. Là sẽ hôm nay mình tập trung ba ba phần này. Đầu tiên đó là phần 1.1, thì phần này là nó nói về cái việc mà phân loại các cái phương pháp hàn. Rồi, thì mình sẽ đọc qua một số cái câu nó quan trọng thôi nhé. Ở chỗ nào bạn nào có thắc mắc thì cứ chủ động, hình như ở trong Zoom nó có cái chế độ giơ tay hay sao, hoặc là bạn nào cứ ới cái thì mình sẽ dừng lại mình cũng giải đáp nhé. Không nhất thiết là mình phải đọc hết rồi sau đó mọi người mới vào đáp nha. Thì cái phương pháp hàn á, thì mình hiểu đơn giản có nghĩa là giống như hồ dính á. Thì khi mà có hai cái vật thể trở lên là Nikko Iso no Bunzai no Yoshitsubu thì sẽ dùng bằng phương pháp bằng nhiệt, hoặc là dùng phương pháp là bằng áp lực, hoặc là dùng cả hai. Để làm gì? Để cho hai vật nó dính với nhau, hoặc là cũng có thể sử dụng thêm là một cái chất phụ gia để đắp vào để nối hai vật đó với nhau, tạo thành một thể liên tục, tạo thành một vật thể. Thì đó gọi là phương pháp hàn. Thì nôm na là hai cái gắn với nhau, một là tự bản thân nó gắn với nhau bằng cái cách là nó nóng chảy ra, nó dính với nhau. Hai, dùng áp lực. Ba, dùng cả hai phương pháp đó với nhau. Hoặc là bỏ cái vật nào đó nó đang nóng chảy như hồ dính ấy, dính hai thằng này với nhau, thì đó là phương pháp hàn. Thì trong đấy sẽ có ba phương pháp mà nổi bật nhất ấy. Thì họ nói là cái đầu tiên là Yusetsu, cái thứ hai là Atsetsu, cái thứ ba là Rosetsu. Cái đầu tiên thì nó là nóng chảy, gọi là chữ chữ này chữ nóng chảy về chữ mà tiếp với nhau á, thì nó nối với nhau bằng cách phương pháp là dùng nhiệt nóng chảy. Cái thứ hai là dùng phương pháp là Atsetsu, là dùng áp lực. Và cái thứ ba thì gọi là hàn vẩy. Cái này thực ra bản thân mình thì mình cũng không có hiểu kỹ và mình cũng không có đi tìm hiểu sâu về cái này, thì nó cũng không có liên quan quá nhiều về công việc của mình. Bên thì cột trừ thì nôm na ba cái này khác nhau như thế nào á. Thì đầu tiên là cái phương pháp là Yusetsu trừ, thì cái này nè, đầu tiên là mình sẽ nhấn mạnh một số cái Senmon Yogo mà trong cái quyển sách này mà hay dùng nhé. Thì đầu tiên là cái từ mà gì nhỉ, Yoshizai, hay là còn gọi là bồ dai, là cái vật mà gọi mình hay gọi là vật chủ này, hay là cái vật mà được hàn vào. Đây, nó là những vật như này, nó là vật này, hai thanh thép hai bên này, thì vật này được hàn vào, thì nó cái từ này dùng là hiyoshitsuzai, hay là mình gọi là bozai, là vật chủ thì phương pháp mà hàn nóng chảy này á, thì đầu tiên là nó sẽ ra nhiệt cho cái phần mà tiếp nối này, như mọi người nhìn thấy ở cái hình này bên này á, là nó ra nhiệt cái phần này, nó ra nhiệt phần này và nó làm nóng chảy. Bozai no yoji yoji kinzoku arui wa bozai to yo kazai o yugo saseta yugo kinzoku o seisei shi sono yu yo yo yu kinzoku o giko saseru koto niyotte setsugo suru ho. Thì nó là cái phương pháp làm gì, làm nóng chảy, ra nhiệt cho cái phần mà tiếp xúc với nhau này, và nó thêm cái phần mà chất gọi là cái yo Yoyu Kinzoku. Không, có chỗ này này. Đó. À, nó thêm cái mà Yokazai nhé. Là giống như mình thấy là phương pháp hàn là dùng que hàn, hay là dùng dây hàn, thì làm nóng chảy đổ vào chỗ đó, thì nó là làm nó kết nối với nhau, thì sau đó sẽ làm nó nguội lại, thì nó dính nhất thành một vật thể. Phương pháp thứ hai sẽ là phương pháp là dùng áp lực. Thì cơ bản là cái này nó dùng bằng cái gì nhỉ? Cái nó sẽ là sau khi mà nó ra nhiệt đó, nó thêm cái năng lượng nhiệt đó, bằng cái việc là dùng cái nhiệt điện trở. Cái này thì mình không hiểu rõ lắm nhé, mình không không có dành về bên điện đó. Thì chiều là mình có dịch cho đây mọi người, nếu ai biết thì có thể là chia sẻ thêm. Thông qua cái việc mà điện điện trở này và cái áp lực gây tới cái chỗ mà mối hàn, thì sau đó là nó sẽ ra 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 áp cho cái này, ra áp cho cái này để làm gì, để nó dính vào với nhau. Thì cái này mình thấy nó có một cái trong cuộc sống của mình á, thì mình thấy cái chỗ mà họ làm về cái chỗ tịch kinh á, tịch kinh con crystal, chứ không biết bạn nào có làm bên ngành đô bô cừ không.
thì mấy cái tịch kinh này nó sẽ dùng cái hàn áp lực như vậy là cái mà tịch kinh nô upset tổ nội yosu, là cái này là dùng phương pháp này này là dùng giáp với nhau để nó dính với nhau như vậy. Không biết đây có ai là học về có ai làm về đô bô cừ không nhỉ, làm ở game bài Cái này ở ngoài em bà họ hay làm. đúng rồi, nó hay làm dùng phương pháp này đúng không, Ừ. là nối mấy cái tịch kinh với nhau từ thể để thép Đúng chờ rồi, thép đúng của bê rồi. tông. Một là Đúng cái rồi. này mình nhớ có một phương pháp nữa là phương pháp là kỳ cai. Kỳ cai tsukite là nó có cái đầu, nó cái đầu mà gọi như kiểu đầu bù lông, hai cái nó nối với nhau đúng không, thì mình thấy là hai đấy là hai đấy phổ thông. Đúng rồi. Tiếp theo là hàn vảy. Hàn vảy thì là hàn như thế nào, thì thôi mình nói theo những cái gọi là câu chữ cơ bản dễ hiểu nhá, thì nó ở đây nó dùng những cái từ nó hơi phức tạp một chút đó, ví dụ như là hiện tượng mao dẫn nè, ví dụ như là mô mô dai can can gen show à? Hiện tượng mao dẫn rồi là làm nóng chảy cái vật mà gọi là Teyuten, là những cái vật mà nó có cái nhiệt độ thấp hơn, nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ vật chủ. Ví dụ như là có hai cái vật, có hai tấm thép này, hai tấm thép Fe này, nó như nhiệt độ nóng chảy của nó là bao nhiêu đó, ví dụ 1.000 độ C, ví dụ là 2.000 độ C gì đấy, thì cái vật mà nó có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn khoảng 300 độ C, 200 độ C gì đó thôi, thì nó sẽ ra nhiệt cho cái đó, ra nhiệt cho cái gọi là cái yokazai đó, cái vật mà để hàn vào, thì nó chảy, nó nóng chảy ở trước, nóng chảy xong thì nó đổ vào, thì như cái hình này, như hình như thế này, hai vật bồ dai như thế này, và họ làm nóng chảy cái vật, cái như nhựa thông chẳng hạn đấy, đó thì nó dính vào đây, nó dính với nhau, thì tương tự mình nghĩ, theo mình nghĩ cái này nó giống như việc là dùng cái hồ dán, là dán này là với nhau thôi, đơn giản là mình theo mình hiểu là như vậy. Thì chính vì thế nó sẽ có cái schema giữa hai cái vật với nhau á, hai vật chủ với nhau, thì nó sẽ schema và họ đổ Juten này, họ đổ cái rô dai đó vào, thì chính phương pháp đó gọi là phương pháp mà rô setsu. Thì cái này phổ biến nhất là cái việc mà họ cái phương pháp là hàn là Handanski, là cái này là một trong những cái tiêu biểu của cái bên hàn này. Thì ở chỗ này á, về việc mà thi á, thì mình thấy là cơ bản ở phần này lúc nào cũng có 1 đến 2 câu. Cái phần mà chương 1.1 này này, à chương 1 này, phần 1.1.1. Đúng ta? 1.1 này, 1.2.1, 1.2.2 đi nữa thì nó cũng chỉ có 5 câu thôi. Trong đó phần chủ yếu câu hỏi nó nằm ở phần đầu và phần 1.2.1 này. Thì mình ở đây là mình có cái đẹp chân này, ở đây là ba phương pháp hàn nóng chảy mà trong công việc của chúng ta là những bạn học về, mình đang nói về cái việc là học các bạn làm về ngành tịch côn trừ nha, thì trong xưởng thì mọi người sẽ thấy là ba phương pháp này là sẽ ba phương pháp hay gặp nhất. Là đầu tiên là Hifuku Akiyoshitsu, là hàn hàn tay ấy, hàn mà gọi là hàn để bao bọc bảo vệ, thì họ dùng là mình ở Việt Nam mình gọi là hàn que, hàn tay ấy. Phương pháp thứ hai hay gặp nữa là hàn mix, hàn mắt đúng không, mắt Yoshitsu hoặc là mix Yoshitsu, là cái máy hàn mà các bạn thấy các bạn thực sinh hay dùng để hàn, ví như là hàn bracketto này, hay là hàn những cái gassetto dipper, thì đó cái máy đấy dùng nhiều nhất là cái máy là máy mắc cử với mix cử. Tiếp theo là Sapu Maji Akiyoshitsu. Cái này thì ở bên Nhật thì chắc là những công ty cấp M thì có thể là sẽ ít thấy, cấp H thì những công ty nào mà không làm ở BH chắc cũng sẽ ít bắt gặp. Phần mà Sapu Maji này chủ yếu là mình sẽ thấy ở các cái nhà máy mà có làm về BH á, họ hàn bằng cái gọi là hàn quang chìm sau cái phủ cát lên á. Thì phương pháp này là pháp sẽ thấy nhiều trong cái ngành tịch côn trừ của mình. Hàn tích thì chắc là sẽ không 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 thấy trong ngành của mình nhiều, hàn đê ra cũng sẽ ít, rất là ít. Thì đây là những cái cột tô bàn nó sẽ ra nhé, nên là mọi người nhớ nhé. Hàn yu hàn nóng chảy có 5 cái này là tiêu biểu, có 5 cái tiêu biểu. Thứ nhất là hàn hifuku akiyoshitsu, mọi người nhớ luôn. Cái thứ hai là Sapu Maji Akiyoshitsu. Cái thứ ba là hàn tích cử, hàn tích ấy, mình hay nghe tiếng Việt mình hàn tích ấy. Và hàn mic mắc là mắc cử mic cử Yoshitsu, và hàn laser là hàn Reza Yoshitsu. Tiếp theo là bên Asetsu. Asetsu thì có họ liệt kê đây là 5 cái, nhưng mình thấy là trong các đề các năm có một số cái nó nằm ngoài cái này nữa. Thì mình mọi người mà hiểu cái nguyên lý là về là dùng áp lực, thì ngoài ra mọi người có thể về tìm hiểu thêm là ngoài những cái việc mà hàn nó được 5 cái này ở đây còn thêm những cái nào nữa, thì mình thấy có một số năm nó có do một số cái nó không nằm trong này ạ, thì cũng hên xui lắm. Cơ bản thuộc cái năm cái này thì mình nghĩ là nó cũng chiếm được một phần nào đó khá là cao để mình có thể làm được đề rồi. Thì đây mình đọc lại là Teiko Spot to Yoshitsu, Upset to Yoshitsu, Flash Yoshitsu, Masatsu Yoshitsu.
và gas sử dụng sử. Thì chỗ này có một cái lưu ý ấy. Có cái lưu ý cái chỗ này này. Thì mọi người dễ bị nhầm cái này nhé. Mình hay bị nhầm cái này là đây, sao đó? Mình hay mình chúng ta là hay bị nhầm cái chúng ta hay bị nhầm cái này này. Hay bị nhầm cái này là nằm bên hàn hàn nóng chảy. Nên là một số đề thi nó ra câu này là mọi người hay bị sai. Hàn gas, hàn ga này là không phải là bên hàn nóng chảy nha. Mặc dù hàn nóng chảy này tí nữa mình sẽ qua phần 2 thì mình sẽ gặp cái câu là gas sử dụng cái khí ga, khí ví như là khí CO2 là khí O2 hay là khí heli để mình đảm bảo là cái việc mối hàn nó không bị không khí xâm nhập vào, nên là hay bị nhầm à, bị nhầm là rằng cái gas này nó nằm bên này, thì mới lưu ý cho đó. Tiếp theo là qua rô xét xử thì sẽ có là Tochi này, Rotsky, Yudo Kanetsrotsky, Kobimu Rotsky với Handatsky. Thì cái này về phía mình cũng không có tìm hiểu nhiều, mình chỉ nhớ thôi, mình nhớ Anki cái này. Thì bạn nào mà có Kiyomi về về bên hàn vảy thì mình có tìm hiểu thêm. Thì ví dụ như một số cái hàn vảy mà ở đấy thì họ nó có nói ấy, là cái hàn trong các bảng bảng mạch điện tử và bảng PCB ấy, thì mình có thể tìm hiểu thêm cho đấy nhé. Rồi mình thử làm một câu nào đó cho nó thấy cái sự link của cái việc mà đề thi và ấy nha. Ở đây sẽ có là đề thi thì nó thường là sẽ phân ra từng từng phần luôn, nó ghi rõ luôn là câu 1 đến câu 5 là sẽ thuộc phần nào. Ví dụ như ở đây mình thấy là đề năm năm này đề năm 2018 nhé, tháng mùng 3 tháng 6 năm 2018, thì năm câu đầu nó ghi là cái này liên quan đến những cái từ mà Yogo liên quan đến cái đặc điểm và đặc trưng của mối hàn, thì câu này sau đây là câu đúng. Mình xem nào, ở đây mình có cái danh sách Thu gửi cho mình đây. Câu đầu tiên, câu đầu tiên chưa học tới bỏ qua. Câu thứ hai chưa học tới bỏ qua luôn. Câu thứ ba chưa, thôi mình xin lỗi, phần này hình như là chưa học rồi. Đây rồi, có rồi, có rồi. Câu số 4 đi. Câu số 4 đi. Câu số 4 bạn nào nhỉ? Nguyễn Tiến Vũ à? Có bạn Vũ không nhỉ? Có bạn Vũ không? Vũ vắng à? Vắng. Vũ vắng. Rồi. Bạn Phan Văn Nhanh. Có không? Không có. Rồi, bạn Nguyễn Huy Hoàng. Bạn này thì mình biết rồi. Hoàng ơi. Em đây ạ. Câu 4 là câu nào em ơi? Câu 4 là cái phương pháp mà tiếp tiếp nối mà sử dụng cái gia nhiệt bằng cái năng lượng quang năng ạ, năng Ừ, lượng đúng rồi, dùng ánh quang năng, sáng. ánh sáng. Nó là cái gì? Nó là hàn. Câu này phải chính xác rồi đúng không? Không cần học cũng biết đúng không? Ok, cái này sao không học không biết. Con này quang hả? Quang là chắc là laser hả anh? Radar. Chính xác, Radar tôi sẽ chữ. đáp án là câu C nhé. Ừ. Đáp án là câu C. À, thì ở đây mọi người sẽ thấy vừa nãy như mình có nói á, cảm ơn Hoàng nha. Vâng. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là cái nội dung vừa nãy mình có trao đổi á, là đây mình sẽ thấy là như này là Denshi bim yosetsu, thì có phải bên này nó sẽ không xuất hiện đúng không? Trong những cái mà họ đã liệt kê ra là Omona Yoshitsuho. Cái thứ hai là cái mà cặc sang Yoshitsugo này, khuếch tán này, cái phương pháp mà gọi là kết hợp khuếch tán này cũng không có xuất hiện luôn. Cái thứ ba, cái thứ tư á, là cái Yudokanetsu Roski đây, thì nó nằm rất là rõ ràng ở bên là Roshetsu rồi đúng không? Nếu các bạn nào học thuộc lòng giống như mình. Thì dẫn đến chuyện là A và B không xuất hiện. A và B không xuất hiện. Thì nôm nôm na na mình nhìn lại thì cơ bản là các bạn mà học kỹ vào phần mà use từ rồi nguyên lý rồi thì chắc nó sẽ không nằm use từ rồi, nhưng mà dùng quang năng nó cũng chẳng có nói trong này luôn. Thì cái này thì chắc là những bạn nào mà ngày xưa học về Taekwondo IQ thì sẽ đoán được là này dùng năng lượng ánh sáng, thì laser là dùng năng lượng ánh sáng và thấu kính đúng không? Ừ. Thì sẽ là mình sẽ chọn câu câu C, nên là cái việc mà
học ở bên này là một kiểu, nhưng mà bên này là mình cũng phải suy luận một chút. Cảm ơn Hoàng nha. Cho chị hỏi Ừ. một câu được Chị hỏi hỏi dễ thôi chị nha, hỏi khó trả lời đâu. không, chị hỏi dễ lắm, là Ok. em đang dùng cái bản sách của năm bao nhiêu nhỉ? Sách của năm 2014 hay 2018? Sách ngày xưa em Không mua. không không không, cái quyển quyển À sách đây đây đây, đây học đây đề đúng không? Đề đúng không không hay không sách học? không phải đề, cái sách học Sách học là sách mới nhất ạ. Sách là á. À, sách sách mới nhất à? năm bao nhiêu đây? Ừ. 2019. À, 2019. mới nhất mà lại là 2019 à? Sau đó nó không ra bản mới này. Hình như là chưa có ra bản mới. Chưa ra bản mới. Nghĩa là bản ngày trước là cái bản vừa nãy Quyền có up lên đó, là họ đang dùng là cái sách điện tử đó. Thì cái bản đó là bản từ năm HC3, HC20 à. HC20 như là năm 2008 đúng không? PC30 à? HC20. PC20 á. 20 25 là 2013. trừ đi 2 năm. Hay Ờ. HC10 à? 3 năm chứ. Nhầm, HC10 HC10. Ờ. HC10 nên là năm ấy là năm 2008. Sách điện tử. Còn để sách điện tử hiệp hội thì từ ngày xưa đó up lên rồi. Còn sách là sách năm 2019 nó quyển bìa như này này. Quyển như này này. Ờ, thì tại vì á, vì sao chị hỏi câu đấy là tại vì cái quyển sách mà chị sử dụng mà ngày xưa chị thi NICU ấy là sách của năm Chị xem kỷ trang này, trang mà chỗ mà mày mày cả kia. lục là Heisei Nijiu à? Là còn Mizunen. xin nên thì là đấy là 2010 à? 2013 trừ đi Heisei Nijiu Yong á, là em có nhật là 2008. 2012 đúng không? 2008 đó. 2008 đó. 2008 2008 đó. Ừ, thì 2008. chị có hồi đó chị có thấy họ viết cái cách chia khác một chút xíu, chắc giơ lên sợ mọi người không có nhìn thấy. À thế thì khả năng giống cái quyển vừa nãy thôi. Giống Ờ. cái vừa nãy chỗ để em xem luôn cho. Ừ. Thì nó có ghi cái đoạn là Yusetsu, nó có ghi là Reza Yusetsu, chứ là Hikarin Energy là sử dụng năng lượng quang năng ấy. Nên là mà thôi, nếu mà các bạn ấy bây giờ Đây mà đúng không? thi thì các bạn sẽ dùng Đây đúng không? có thể em mở Đây trang đúng không? một. Ừ đúng rồi, cái Nó này chia đấy. theo, nó chia theo cái năng lượng đúng Nên chị thấy là sách cũ thì họ có chia ấy, có ghi ấy rõ ràng không? ấy, còn sách mới thì họ ghi chi tiết ở cái chỗ khác, còn họ lại bỏ Ừ. qua cái chỗ này. Mà các bạn dùng sách mới đúng không, cơ bản các bạn thi các bạn sẽ dùng sách mới nhất, cho nên là cái nội dung mà em nói là nên nên nhớ. Và nên mua sách mới, tại Nên vì mua đúng sách rồi, mới. cái đề vừa rồi, cái đề mà em đang ghi ra đây á là năm 2018, thì quyển sách này là năm 2019 nó cải biên, nên khả năng là 2019 bây giờ từ giờ họ sẽ ra cái đề theo cái lối của năm 2019 trở đi á, là có thể có, nên là mọi người cũng lưu ý hết cái này. Ok, cảm ơn chị Hiền. Rồi mình đi. À đây còn một câu nữa, câu này cũng không có nằm trong sách. Mời bạn tiếp theo đi, mình cùng làm đi. Hoàng là ok rồi này, đến Phạm Chí Công đi. Vừa đúng lúc anh mở mở video. Hay quá. Mời anh Công. Câu số 5. Này anh không biết. Anh dịch, anh đọc dịch cho mọi người đi. Cái phương pháp mà dụng À cái này chưa tới thôi, em xin lỗi, cái này qua phần sau rồi, nhưng mà cũng không sách. Em đi tiếp nha, em đi tiếp cái nha, này là tích cực á, tiếp 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 nha, đi tiếp nha, xin lỗi đúng mọi rồi, người. nó là tích cực á. Em tiếp nha. Gồm anh Công. Không sao không sao. Rồi em quay tiếp phần tiếp theo thì vừa nãy là mình có nói về các cái ba phương pháp hàn chính là hàn nóng chảy, hàn áp lực với hàn vẩy. Thì tiếp theo là có về cái việc là nó nói về cái đặc tính là cái medital với cái demerit, cái điểm mạnh và điểm yếu của cái việc sử dụng mối hàn. Thì ở đây là có việc nói về cái việc là khi mà sử dụng mối hàn á thì nó có được đặc tính là 5 5 điểm lợi, 5 điểm tốt và 5 điểm chưa tốt, hoặc có thể là ưu và khuyết đấy. Thì đầu cái đầu tiên á là cái cường độ của nó sẽ là rất là cao, cường độ mối hàn nó rất là lớn. Cái thứ hai á là cái
cái kết cấu của cái việc mà mối hàn thì nó sẽ đơn giản, có nghĩa là nó so với việc bú lông, cái này có thể mọi người so với việc là khi mà xẹt dưa gô bừ thì nó có hai loại đó, hai loại phổ biến nhất là dùng mối hàn và dùng bú lông. Thì dùng bú lông thì mọi người sẽ rất là chẳng chịt, nhiều bú lông là dạo nào thì thêm splicer, thêm bú lông rồi thêm con táng, lông đền rất là nhiều đúng không? Hàn thì cơ bản hai vật với nhau và cái đường hàn rất là đẹp thì rất là tinh và gọn. Đó là điều thứ hai. Thì mọi người một số cái từ mà nó hay xuất hiện thì em sẽ gạch ở đây, tâm sẽ gạch đây. Điểm thứ ba là nó sẽ kín khí và nó sẽ kín nước, nghĩa là chống nước, chống thợ, chống thấm rồi đó. Bu lông thì là không thể rồi. Cái điều thứ tư á, là khi mà phương pháp hàn thì nó không có bị giới hạn là bởi cái bề dày. Bu lông thì khả năng là càng dày quá thì nó sẽ khó rất là khó sử dụng và trên thị trường cũng chắc cũng không có bán loại nào dài 300 400, cũng rất là hiếm trong tiệm từ như vậy. Điểm thứ năm á, là về cái tính như là tính kinh tế. Thì mà khi mà dùng cái mối hàn á, thì nó sẽ tiết kiệm được vật tư, tiết kiệm được vật tư thì nó sẽ tiết kiệm kinh tế. Thì cái này thẳng thắn mà nói thì mình thấy cũng cũng tùy trường hợp á. Có những trường hợp là dùng bu lông nó sẽ rẻ hơn. Thì tổng thể có thể là họ do thống kê hoặc tính toán về bên tiền bạc như nào đó rồi thấy là phương pháp hàn thì là nó đang tiết kiệm được cái vật tư nên là họ ghi tính kinh tế ở đây. Tiếp theo là đến cái việc mà mặc dù là nó có cái ưu điểm là như vậy thì nó sẽ vẫn có cái những cái nhược điểm. Những cái nhược điểm là do cái việc mà gia nhiệt vào cái vùng mà vùng hàn, vùng mà mối nối ấy. Cũng như là cái việc mà mình thêm cái gì, thêm cái những cái chất gọi là phụ gia thì không phải, những cái chất mà do cái yếu ca dai là như là cái que hàn, cái dây hàn mà mình làm cho nóng chảy và nó gắn vào cái vật chủ thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đó? Thì có 5 điểm. Điểm thứ nhất đó, là nó sẽ tạo ra một cái vật liệu mà nó sẽ có nhiều, nó sẽ bị biến chất đó, biến chất dị chất đó. Những cái chỗ mà vô skin vô cửa là chỗ đó nó sẽ bị có nhiều vật tư, chẳng hạn như bây giờ vật FM19A, hàn FM19A thì nó sẽ có vật mà cái tùy vào phụ thuộc vào cái chỗ mà que hàn và cái dây hàn thì nó sẽ ảnh hưởng một cái vật chất nó sẽ khác, nó sẽ không có độ tính đồng nhất. Cái thứ hai là cái việc mà khi mà mình gia nhiệt như thế thì cái tính chất của vật chủ nó sẽ bị biến chất cục bộ, chẳng hạn như nó nóng lên quá thì nó sẽ bị giòn. À, nó sẽ bị giòn và nó sẽ bị dễ bị vỡ. Thì cái khu vực gần đó, ví dụ như khu vực này, ví dụ như khu vực này vùng chịu ảnh hưởng nhiệt này nó sẽ bị là biến biến chất cục bộ. Và biến chất như thế nào thì chắc ở các chương sau thì các anh chị senpai sẽ nói rõ ràng hơn, sẽ chia thành như là 7 vùng thì phải. Theo mình nhớ là như vậy. Cái điểm thứ tư á, là khi mà mình hàn như thế thì sau khi mà hàn thì mọi người biết là hàn thì ra nhiệt, chịu nhiệt thì nó sẽ thép nó sẽ nở ra. À, khi mà nguội thì nó sẽ co lại. Chính vì việc mà nở ra và co lại không đồng đều như thế dẫn đến cái chuyện là sẽ sinh ra cái ứng suất tồn động. Sinh ra ứng suất tồn động thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới cái việc mà tính toán kết cấu chịu lực của mối nối. Đây đó là lý do vì sao mà mọi người thấy một số chỗ ví dụ như là BCD, BCP chẳng hạn, nó sẽ có cái vùng mà vùng vùng bo là nó có chịu nhiệt để uốn dẫn đến cái chuyện là nó có giam đi ô đô cừ. Vì vậy là họ sẽ cấm hàn vào những chỗ như thế, hay là han chi chẳng hạn, những chỗ như vậy thì nó sẽ gây ra cái việc là không tốt cho cái chỗ mà cường độ chịu lực của những cái mối nối. Về thứ năm là khi mà bằng mắt thì mình không có thể là xác nhận được cái việc là mối hàn này tốt hay không tốt, thì dẫn đến cái chuyện mình sẽ nghe nhiều về cái việc là UT, hay là mắt ngoài dùng ngoại quan thì có thể dùng kiểm tra là ví dụ như là cháy chân, hay là bị trồng lấp, hay là bị pitot, chứ không thể biết được bro hồ có hay không, rồi hay là bị có Sdrag-Gmakikomi hay không, hay là hoặc là chưa có ngấu hết, hay là ngấu hoàn toàn, hay là bị bể bên trong mối hàn như thế nào đó, thì những lỗi là lỗi bên trong thì mình không thể xác nhận bằng mắt thường được. Thì đó là năm cái nhược điểm của cái mối hàn. Đây là năm ưu điểm và năm nhược điểm. Rồi, sau khi này xong thì mình sẽ có một câu hỏi luôn. Rồi, bây giờ anh Công thì câu số 5 rồi. À, cứ nằm đấy, khi đến câu số 5 thì gọi lại. Bây giờ mình sẽ bạn tiếp theo nha. Bạn Nguyễn Văn Thiện. Nguyễn Thiện có không nhỉ? Nguyễn Văn Thiện. Không có. Nguyễn Đình Ngọc. Vâng, em đây ạ.
Rồi, mời bạn Ngọc câu đầu tiên, câu số 1. Ưu điểm của cái phương pháp Hàn Hồ Quang so với cái phương pháp Hàn bằng bút lông à? Sử dụng bút lông, phương pháp À, mà Hàn sàn bút lông thì vừa nãy thì có kiến thức có học đấy, thì đó là cái hiệu quả của mối nối cao và chịu thấm à, chứ nhỉ, à, thấm nước và là thấm cái câu C, em chọn câu C. câu C, câu C, tại vì nó giống với vừa nãy mình có nói Vâng, trong đúng rồi. cái ấy đúng không? Vâng. Vậy thì các câu còn lại sai ở đâu nhỉ? Đây là phát sinh Bạn Ngọc có sách chưa? em có rồi, nhưng mà lại em này hôm nay em lại để thì quên lên công ty mất À, thì rồi. mình cùng nhau giải cái này nhé. Thì cái đầu Vâng. tiên là trong quá trình chế tác á, thì cái việc nó ý là nói về cái việc mối hàn thì nó sẽ ít phát sinh cái ứng suất tồn động và ít phát sinh cái biến dạng trong quá trình chế tác, thì câu này sai đúng không? Câu này sai vì ý vẫn là cái nhược điểm của bên mối hàn là điểm này đúng không nhỉ? Khi mà mình hàn như thế thì nó sẽ phát sinh cái gì? Phát sinh cái ứng suất tồn động. Và cái nhược điểm số 2 là nó sẽ bị gây ra bị không phải, nó cái điểm số 3 là khi mà mình ra nhiệt và mình làm nguội như thế thì nó sẽ làm gì, là sẽ là do làm cho cái việc mà biến dạng do hàn đúng nhỉ? Nên là câu đầu là bị sai đúng không? Câu số 2 thì sao? Câu B thì sao? Câu B thì họ nói là nó sẽ khó sinh ra cái việc mà biến chất của cái vật liệu theo cái việc mà khi mà mình chế tác đúng không? Thì cái này nó bị sai đúng không? Hay ở chỗ là nó sẽ bị biến chất đây đúng không? Là bồ dai nôi se tsu ga kyoku te kyoku so te ki ni hen si tsu suru, điểm số 2 ở trong sách giáo khoa ghi. Rồi câu D bị sao sai nhỉ? D sao sai nhỉ? Nó phải Câu D là duty nào mà nó nói là có thể phán đoán, chỉ có thể phán đoán bằng mắt hả? đúng rồi, chỉ có thể phán đoán bằng mắt là nó bị sai Là đúng không, sai, là không nghĩa thể phụ phán đoán dụng, bằng mắt nữa. không thể phán đoán. Mắt luôn. Ok, cảm ơn Huy, tí vẫn gọi bạn Huy nha. Rồi mình đi qua phần tiếp theo thì đó là phần phần 1.1. Phần này là phần 1.1 của chương 1. Đó là về cái việc mà phân loại các phương pháp hàn. Phân loại phương pháp hàn thì có các điểm mọi người cần nhớ, đó là ba phương pháp hàn và tên gọi của một số loại phương pháp hàn mà mình thông dụng hay nghe. Và tiếp theo là ưu và nhược điểm của cái việc mà sử dụng phương pháp là hàn so với bu lông. Còn mấy nội dung này mình đọc để mình hiểu thêm thì hình như là cảm giác mình thấy đọc các năm đề năm trước thì thấy nó không có đi sâu vào như thế này, chủ yếu là phần này và phần tên gọi và ba loại này. Rồi qua phần tiếp theo là phần 1.2, là phần là kiến thức cơ bản về hàn hồ quang. Hàn hồ quang thì mình sẽ đi bước thì đầu tiên á, là họ sẽ nói về cái việc là dựa vào, tất nhiên là phương pháp hàn nó rất là nhiều loại, rất là nhiều loại phương pháp hàn, thì trong đó là dựa vào cái đặc trưng này, đặc tính là cũng như cái cơ chế sử dụng thì họ sẽ phân ra rất là nhiều loại hàn. Trong đó cái việc mà sử dụng nhiều nhất là phương pháp hàn hồ quang. Phương pháp hàn hồ quang này là phương pháp ứng dụng cái tính phóng điện hồ quang, là Denki Akuhoden o Oyosta Akuyosho, là cái phương pháp sử dụng là tính phóng điện hồ quang là được áp dụng nhiều nhất trong cái ngành là công nghiệp. Thì phương pháp mà hàn hồ quang này á, thì là nó như thế nào? Thì phương pháp hàn hồ quang này thì nó dựa vào cái đặc tính của cái điện cực. Mọi người đấy chắc là biết chứ, điện cực hết rồi nhỉ? Điện cực ví như là điện cực âm, cực dương như mình nghe học vật lý ngày xưa. Thì dựa vào cái đặc tính của điện cực này thì nó sẽ được chia làm hai loại, chia lớn nhất là hai loại. Ở đây là mình có ghi đây. Thì loại thứ nhất á, thì nó gọi là Hiyokyokushiki. Thì gọi đây là gọi tắt rồi, gọi dài ra thì là
Isomo và Denkyoku Shiki. Còn một loại khác nữa là cái loại là Somo Denkyoku Shiki, hay là còn gọi tắt ngắn hơn là Yokyoku Shiki. Thì nghĩa là cái này là cái điện cực mà khi mà mình hàn á, thì nó chảy luôn, nóng chảy luôn, cái điện cực nó chảy theo như vậy luôn. Còn cái phương pháp bên này á, là cái điện cực nó không tan, là khi mà mình hàn thì cái điện cực nó vẫn cứ giữ nguyên như vậy, nó chỉ chảy những cái gì, chảy cái mà Yokazai thôi. Yokazai là cái chất mà bị như cái que hàn vào thôi. Thì nó chia làm hai loại lớn nhất. Thì mọi người cùng nhớ những cái cụm từ này nha, nó sẽ sử dụng nhiều và nó đi xuyên suốt của cái trường này luôn đó. Thì một cái là Isomo Denkyoku Shiki, một cái là Somo Denkyoku Shiki, cái là điện cực không hao mòn hay là điện cực không tan chảy, một cái là điện cực tan chảy. Thì nó chia làm hai loại như này. Thì cái loại mà điện cực mà không tan chảy thì như mọi người biết là cái hàn mích mắc mà gặp nhiều nhất ạ, thì nó là điện cực gì? Nó điện cực Tan gì? chảy Điện cực tan chảy, đúng rồi. Điện cực nó là cái gì nhỉ? là cái dây hàn á, Chính xác luôn. Nó là cái dây hàn này luôn. Thì ra nó là điện cực âm luôn. Cái nó là âm hay dương nhỉ? Âm đúng không nhỉ? Ừ, nó là điện cực luôn, và cứ hàn đến đâu nó ra nhiệt tới đấy. Ra nhiệt tới đâu thì nó bị chảy tới đó, và cái dây đó nó chảy xuống ngay cái chỗ mối hàn luôn. Thì đó là điện cực tan chảy. Thì phương pháp đó là được phát được dùng nhiều, hiện tại là bây giờ được nó dùng nhiều nhất. Thì vì sao thấy bây giờ mình sẽ đi tiếp phần tiếp theo. Thì phương pháp này á là đây họ như họ ghi này, Hiyokyoku shiki yotsu de no denkyoku wa aku o hassei saseru tame ni nomi ni mochi yadare. Sore jitai wa hotono yoyu shinai. Thì cái phương pháp mà điện cực không tan á, thì là nó sẽ làm phát ra cái hồ quang, nó làm phát ra cái hồ quang thôi, nhưng mà nó không chảy hết, nó không, nó giữ nguyên như vậy. Thì nó là cái gì? Nó như thế này, là cái điện cực này, nó là cái, đây nó là dùng cái wolfram á, là cái nhiệt độ nóng chảy rất là lớn, nó phải nóng như thế nào đó rất là lớn thì nó mới chảy được, gần như không chảy bởi cái nhiệt độ mà do hồ quang này gây ra. Nên nó cứ thế này, và họ sẽ bỏ cái que hàn vào đây, bỏ que hàn vào thì mình cứ cứ hàn que này, mình cứ ra nhiệt cho que hàn này, que hàn ở nhiệt độ nóng chảy nó thấp, nó chảy ra và nó nhỏ vào đây, thì khi đó nó sẽ tạo thành đường hàn. Rồi như vậy thì đó, nó theo cái hình mà 1.3 này thì nó là điện điện cực, là điện cực không có tan. Thì tuy nhiên á, thì nói đây này, Shikashi yo setsuden to otsukasama desu to yokazai, ở đây là bô hay là matawa waya no tenka ryo wa sore zore dokuritsu ni henka saseru koto ga dekiru deki yosetsu joken sente no jiyudo wa oki tadashi yokazai no yoyu wa ban teki ni aku oyobi. Đâu rồi? Đâu rồi? Qua qua trang tiếp theo. Aku oyobi yoyuchi kara no netsuden do niyotte okonau tame hi yokyoku shiki yotsu no sagyo no ritsu wa hikakuteki ni hikui. Thì có nghĩa là gì? Họ nói về cái việc, họ nói về cái việc là khi mà cái điện cực và cái vật mà mình bỏ vào để mình hàn nó, cái chất mà phụ vào để mình hàn nó, như cái que hàn hay là cái dây hàn, thì nó đang độc lập với nhau, nó không có bị phụ thuộc gì vào nhau cả. Mỗi thằng một nơi, thằng nào thích thì bỏ ra bỏ vào gì cũng được. Dẫn đến cái chuyện là cái điều kiện hàn nó khá là linh động, không bị, nó rất là không bị phụ thuộc vào nhau. Tuy nhiên á, thì cái việc mà mọi người biết khi mà que hàn nó hết đúng không, thì nó sẽ ảnh hưởng việc là mình phải thay dây, mà mình thay que hàn phải dừng lại, dừng thao tác lại, để dẫn đến cái chuyện là cái sagyo noritsu, cái năng suất của công việc nó cũng được cao. Mặt khác ạ, về cái việc mà cái điện cực tan chảy thì sao? Điện cực tan chảy thì khi mà đồng thời với cái việc mà tạo ra hồ quang á, thì cái điện nó tan chảy theo luôn. Khi mà hồ quang phát ra thì nhiệt lượng nó lớn, và cái điện cực đó là cái dây hàn, nó chảy theo như vậy luôn, và nó tạo thành cái yochakukinjoku này, nó tạo thành cái mối hàn ở nằm trên chỗ đấy luôn. Thì như vậy á, thì cái yosetsu sagyo thì nó sẽ mang lại cái năng suất cao.
Thế chính vì thế là hiện nay á, là bây giờ họ sử dụng cái phương pháp này rất là nhiều. Rồi, tiếp theo á, thì họ nói là trong cái phương pháp mà hàn hồ quang á, thì sao? Thì cái chỗ mà để Yoshitsubu á, thì mọi người hiểu ý nghĩa nó là như thế nào nhỉ? Yoshitsubu đây thì nó bằng là cái Yoshitsu Kinjoku cộng với cái phần mặt nệt sự Ekyobu nhá. Có ai trước giờ hiểu nhầm chỗ này không nhỉ? Mình ví dụ quay lại hình ảnh đầu tiên của chương cổ phần 1.1 nhé. Yoshitsubu thì hầu như mọi người sẽ dễ bị hiểu lầm rằng là chỉ cái phần này thôi đúng không? Cái phần mà mình đắp vào như này thôi đúng không? Tuy nhiên là không phải. Nó sẽ gồm cái phần này cộng với phần mà chịu ảnh hưởng nhiệt đó. Thì thực ra chỗ này nó vẽ hơi nhỏ. Thường thường nó sẽ như này. Là phần mà chịu ảnh hưởng nhiệt nữa thì nệt sư kiêu bự nữa. Thì hai phần đó nó gọi là phần mà Yoshitsubu. Còn Yoshitsubido là khác. Đường hàn là khác. Thì mọi người phân biệt chỗ đó nha. Đây họ có ghi rất là rõ này. Này Yoshitsubu thì mở ngoặc ra là Yoshikinjoku Oyobi này, Netsu Ekyobu Kunda Vuvun no Soso này. Thì ở đây cái phương pháp mà hàn hồ quang thì sẽ có bốn pháp là chủ yếu, thì chắc là mọi người cũng nghe nhiều rồi. Mình nhắc lại thôi, cái này trong tịch Kokaniki cũng nhắc rồi đúng không? Là hàn hàn xuống là Shitamuki, hàn ngang là Yokomuki, hàn leo Tatemuki và hàn trần là Uwamuki. Thì có bốn loại này là loại phổ biến, loại mà chỉ có bốn loại thôi. Phổ biến nhất là phương pháp này là phương pháp hàn hướng là hướng xuống, cái tư thế hướng xuống. Tư thế hướng xuống này thì trong cái chứng chỉ mà thi mà kỹ năng của thợ á, thì cái này là họ gọi là kỳ hôn kêu luôn, còn đây là sen môn kêu, ba cái này là sen môn kêu. Cơ bản là hàn xuống thì là bắt buộc phải có, ví dụ như mình đi thi mình có đậu hàn hàn ngang hay là hàn leo hay là hàn trần đi nữa mà mình rớt cái hàn này cho đến rớt hết thì đầu tiên phải kỳ hôn kêu là phải đậu. Thì đó là cái phương pháp hàn của thợ khi hàn bằng hàn hồ quang. Thì họ cũng ghi đây Ippan teki niwa là shitamuki shisei no yoshitsu ga mottomo sagyo se ya koritsu men de suguretei, là trong các phương pháp đấy thì phổ biến nhất là phương pháp mà theo cái tư thế là hàn xuống, tại vì nó mang cái năng suất cao và nó dễ thực hiện hơn. Rồi qua phần tiếp theo thì đây là hình ảnh của các phương pháp hàn nhé, anh quên mới không có xem mọi người. Đây là hàn xuống này, đây là hàn leo này, hàn leo lên và hàn leo xuống này, đây là hàn trần và đây là hàn ngang. Rồi thì qua hình 1.5, mà hình 1.5 đây là hình bên này. Ở hình 1.5 bên này thì nó nói về các lỗi khi hàn, các lỗi hàn mà do cái việc mà xâm nhập của không khí. Ở đây là có thể nói là chỗ mà khí nitơ, nitơ thì đọc là chicho và khí oxy đọc là sanso. Thì hai khí này xâm nhập vào thì nó sẽ dẫn đến những cái lỗi. Lỗi này thì có hai cái lỗi mà đều là lỗ hết, một cái là lỗ ở bề mặt và một cái lỗ là lỗ bên trong. Lỗ bên trong thì mọi người hay nghe nhiều là borehole, thì cái này phải dùng là UT phát hiện được đúng không? Còn cái lỗ là pistol này thì mình sẽ dùng mắt thường là mình có thể nhìn thấy được, hoặc là mình có thể là xịt bằng cái PT đó, như là PT là khi mà mình quét cái lớp gì đó lên, là lớp lỏng, chất lỏng nó lên, thì nó sẽ chỗ nào mà nó có lỗi ấy, mình quệt mình lau đi ấy, thì nó sẽ đọng lại, thì là lỗi trên bề mặt. Thì cái việc mà khi mà có nitơ và oxy nó xâm nhập vào mối hàn mà khi mối hàn chưa có cứng cứng ấy, thì nó sẽ gây ra lỗi, hai cái lỗi đó. Chính vì thế phương pháp hàn hồ quang này nó phải được bảo vệ để sao cho là khi mình hàn thì cái không khí bên ngoài nó không có xâm nhập vào cái mối hàn. Đó là lý do vì sao người ta sẽ sử dụng cái lớp khí bảo vệ mọi người hay thấy. Thì ngoài ra nó còn dùng một cái gọi là cái que hàn thuốc, à hàn bọc thuốc á, là flux là thuốc này. Thì phương pháp sử dụng thuốc và phương pháp sử dụng khí bảo vệ, đây là hai phương pháp sử dụng nhiều nhất. Đây ở đây có là một cái là dùng cái que hàn hay dây hàn có bọc thuốc. Bọc thuốc này khi mà nó nhiệt nó sinh ra thì cái chỗ này nó sẽ sinh ra là nó sẽ sinh ra một cái lớp lớp để lớp khí, sinh lớp khí để bảo vệ một xung quanh này do cái lớp thuốc này tạo ra khi nơi nhiệt độ cao. Còn một cái nơi là dùng cái súng hàn, máy hàn thì nó có cái đầu đầu súng hàn, nó đầu nozzle này, thì ở đây là nó kẹp cái dây hàn và có một cái chỗ này khoảng trống này là giống như cái ống xi lanh ấy, thì nó sẽ đẩy cái khí
đi cùng với cái lúc mà nhiệt độ cao để cho cái dàn chảy ra, thì nó sẽ sinh ra cái khí này, nó không phải sinh ra mà nó đẩy khí ra. Sinh ra thì hơi hơi sai, nó đẩy khí ra. Có một cái bình là mọi người xuống xuống các cái nhà máy sẽ thấy một cái bình bình oxy thì mình đã đâu bình bị CO2 à. CO2 nó sẽ sinh ra khí là nó ngăn cho cái việc mà không khí bên ngoài xâm nhập vào cái mối hàn này. Đây đây là dùng lớp khí thì mối hàn nó sẽ ra đẹp như này. Đây là dùng flux sử nó sẽ như thế này. Thì chỗ này mọi người nhớ nhớ cái là cái này thì chắc là các bạn học đại quân đi thì đã biết rồi đúng không, là đã nghe rồi, thì không cho không khí nó xâm nhập vào mối hàn để tránh cái biến lỗi mối hàn. Thì cái này cũng tương tự như vậy. Cái này nó sâu hơn là vì về chỗ chỉ xô với cả san xô thì mọi người nhớ, và có hai phương pháp đó là flux diode và pseudo gas diode. Pseudo là cái lá chắn tiếng Anh, siêu gas là khí thôi, đơn giản là đọc như vậy. Thì đây flux diode hồ này, thì cái này là mình đọc sẽ là mình hy phước dây, một số từ mình muốn mọi người nhớ luôn. Hy phước dây là cái có ai hỏi gì à, có bạn nào vừa hỏi đúng không? Không, có mình đi tiếp nha. Thì khi mà làm nóng chảy cái phương pháp này này, khi mà làm nóng chảy cái lớp thuốc này thì nó sẽ sinh ra cái khí để bảo vệ xung quanh bề mặt cái mối hàn. Thì chỗ này họ sẽ dùng cái chữ mà yo yoyuchi là cái vũng hàn, cái bề mặt vũng hàn ở chỗ này này. Nó sinh ra vừa nãy như mình nói để bảo vệ không cho không khí vào nó xâm nhập vào mối hàn. Thì Cái chỗ Yoyuchi mẹ vừa nói ấy, hình như là Yoyu Ike đây. IKEA, đọc IKEA. Ừ, Ike đấy. Ủa, Ừ. Là Ike là cái hồ ấy. Nó giống cái như là hồ cái đúng rồi, đúng rồi. vũng hàn đấy. Ừ. Em thấy như nó đọc là chi sao á. Chi à? Ừ. Cái Sao đấy là không coi. âm Kunyomi á, là IKEA. Còn âm Onyomi á, là chi á. Em thấy như là chứ em nghĩ là hồi xưa em đọc là Yoyu IKEA. Nhưng mà nghe nó hơi là lạ. Thế em mới tìm lại như là hình như là Yoyu chi thì phải. Ừ, chị sắp này thấy giống như là Yoyuchi đúng hơn. Yoichi đúng không? Yoichi Human đúng không? Đúng rồi, Yoyuchi. À, em đi Đi tiếp gặp. nha. Em đi tiếp nha. Thì tuy nhiên là cái khi mà có lớp hàn này rồi ấy, thì sau khi mình hàn xong nó gì cô đây là nó đông cứng lại rồi ấy, thì mình sẽ đánh bỏ cái lớp ấy đi, đánh bỏ cái lớp vảy, lớp slag, lớp lớp xỉ hàn này đi. Lớp xỉ hàn này đi. Thì cái mặt khác ấy, thì phương pháp thứ hai là dùng pseudo gas này, để dùng khí gì? Ở đây họ dùng chủ yếu là khí là argon và sanso. Thì cái này trong sách giáo khoa nó dùng là argon và sanso từ ngày xưa mình học đến lúc mình đi sử dụng cuộc sống, mình thấy là hầu như dùng CO2 là chủ yếu, cực kỳ ít khi mình nghe cái chuyện là dùng argon hay là oxy nhé. Không biết là có bạn nào làm trong nhà máy thấy là dùng argon hay là sanso chưa? Cái này trong nhà máy cơ khí dùng nhiều, À cái này em đã dùng hàn mix thì là phần lớn là argon đâu, tích mix tích là gông đúng không, tích là dùng thì argon. tích là argon, còn mix là bây giờ phần lớn là Em mới dùng CO2 à? CO2, nhưng mà có mang 2% là 2% argon. À không, đúng không? Nghĩa là dùng khí hỗn hợp đấy, như nói này, hay là dùng cái hỗn hợp khí của những cái khí đó. Thì hồi xưa em có hỏi một lần nữa, bác cô trồ thì phải, như nói là mấy khí đắt quá, dùng CO2 là hàn không chết rồi, hàn UT không chết rồi nên là thôi dùng CO2. Thì đấy là cái để mọi người hiểu là cái này là sách nó mang tính khoa học nhé. Sách nó mang tính khoa học nhiều hơn là cái phần kỹ thuật. Kỹ thuật cơ bản chất lượng ra tốt là được, UT không chết là được. Nên là khi đó về tính kinh tế thì em thấy hiện tại tâm thấy là mọi người dùng các nhà máy mà mình thấy qua hầu như là dùng CO2 rất là nhiều. Thì đó là cái điểm mà mình thấy thấy trong cuộc sống. Thì không biết bạn nào thấy chỗ nào thì chia sẻ lại cho mình với nha. Mình đang Thì đánh cô em thì trừ thôi vẫn nha. dùng sanso anh ạ, dùng Ta hoàn toàn dùng sanso luôn. O2 à? Vâng. Hai O2 là loại hàn nào bạn nhỉ? hangzido cũng như mọi người như anh vừa nói thôi. Hangzido dùng hàn là hàn mix ấy. Vâng. Là dùng sanso. Tại vì À thực sự quên, là hàn mình mắc, hàn mắc hay hàn mix nhỉ, em hơi mic nhầm mắc đấy, nhưng mà mic mắc thì tương tự nhau, nó khác một chút vâng. thôi. Ừ. Vâng. Vâng. Cho mình hỏi nhé, tại vì mình chưa có xuống xưởng bao giờ, mình thực sự không biết, thì chỉ biết là qua sách thôi ấy. Thì ở cái khu mà viết về cái make V-Mark là sử dụng khí gì ấy, thì ở trong sách có viết là
Mắc ấy thì sử dụng CO2 hoặc là CO2 và argon. Còn mic ấy thì là chỉ dùng argon thôi. Argon, đúng rồi. Ừ. Nhưng mà Việt Nam lại khác. Việt Ồ. Nam Việt Nam dùng là O2 CO2. nữa. Ừ, CO2 nhỉ. À, Ừ. Việt Nam dùng chủ yếu là CO2 và CO2 thì chỉ là mắc đúng không? Không thể làm mà là mic được đúng không? Hay là Ở Việt Nam á, họ không phân biệt cái luôn. Việt ồ, Nam thế mà là dùng vậy. cái máy Hàn nó ghi mic mắc luôn. Thì rất là về thấy rất là nhiều chữ mic, mic thì rất là nhiều hơn. Nên chập thấy là như nhau hết luôn. Miễn là làm sao để nó không cho cái lớp mà lớp khí nó thâm nhập vào cái máy Hàn được. Nên chính vì thế mới là cái việc bây giờ cái nội dung ở trong sách khoa nó sẽ đi khá là sâu về khoa học á. Thực ra mọi người sẽ thấy nó khác, nên là mọi người lưu ý là nguyên lý của nó là cơ bản là để không cho cái gì nhỉ, cái không khí nó xâm nhập vào cái máy Hàn là được, khi mình Hàn là được. À, vậy thì cũng phải lưu ý là thực tế thí dụ như là có những bạn mà như mình ấy, thì mình chỉ đọc ở trong sách và đi thi thì là kiến thức trong sách nên cái là mình sẽ dễ đúng hơn. Còn những bạn mà thực tế làm ở dưới xưởng ấy, thì những cái kiến thức mà mình sử dụng ở dưới xưởng ấy, đôi khi nó không có ở trong sách. Cho nên các bạn đi thi thì các bạn phải để ý. Rồi, Nên thì em thấy nên nên cái nó cũng có liên quan cả cái vật liệu Hàn ấy, thường thường cái quay ra không biết công ty anh chị đặt hàng quay ra nào, nhưng em thấy quay ra công ty em nó cũng liên quan cả cái phương pháp Hàn, cả cái khí Hàn. Đó đúng rồi, ý Nên... là cái quay da ở phần sau nữa nó có mấy cái đi sâu về cái quay da, hình như tịch con đi kêu nó cũng nói mà đúng không? Vâng, mà em thấy bây giờ họ kiểm tra chặt về cái quay da Đúng rồi, quay da là họ có Kensa nữa. đó. Công ty các mọi người không biết, nhưng công ty em thì có cả Tori ấy. Công ty Nên nào là nhỉ có? nó Không, tôi đi CBD thì là công ty nào có hết. vâng. Công ty nào làm hết. trước trước thì Mochiro. em năm em mới làm cách đây 1-2 năm thì ít ít công ty không dùng, không làm đến thế, nhưng mà giờ làm cái đấy Công rồi, ty của làm Sương là cả gấp quay mấy? Cô Sương của Sương cấp cấp gì? Cấp H đúng không? da. Không không cấp à cấp H cấp H cấp H cấp H Cấp M thì thường là họ sẽ ít, họ sẽ làm theo kiểu thủ tục là nhiều. vâng, Nhưng cấp 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 M thì H, gọi không không cấp lắm đâu. H là đương nhiên là phải làm luôn đó. Kiểu gì Vâng. cái dự án nào cũng sẽ bị hỏi đấy luôn. Làm sao để Vâng. truy truy xuất được cái nguồn vật liệu đúng không? Nguồn Xuất của được thông nguồn vật tin liệu đúng đúng không? rồi. Có vấn đề gì là truy Minocycto xuất tất được cả ra mọi luôn thứ đấy. đúng không? Vâng. Nằm ở đâu nào biết hết luôn đó. Vâng. Là một chi đôn rồi. Vâng. Thank you ạ. Ok, mình sẽ Cảm đi ơn tiếp mọi nha. người nhé. Mình sẽ đi Vâng. tiếp nha. Rồi. Qua phần tiếp theo á, là đến phần 1.2.2. Thì phần 1.2.2 thì có một cái đặc tính như này, thì mình theo theo mình thấy á, là hiện cái phần 1.2.2 nó đi khá là về hàn lâm, và hình như cái nội dung ở đây nó không được ra thi nhiều, ít rất ít thấy câu hỏi ở đây. Nhưng mà nói thế để mọi người biết là nếu mà khó quá thì có thể pass qua thì cũng được. Nhưng hôm nay mình học để mình nắm bắt cái kiến thức thôi nha. Chỗ này mình có một số chỗ mình cũng không có hiểu hết được, tại vì nó liên quan đến hóa học với cả vật lý khá là nhiều á. Thì chỗ nào mà nó hơi ai mai quá thì mọi người ai biết bổ sung giúp mình nha. Và phần thứ hai á là phần tính chất của hồ quang. À, thì ở đây thì tại thì mình thấy là nó nói là về cái việc mà áp suất không khí ấy, một đơn vị áp suất không khí à, thì trong không khí như thế thì cơ bản á, là nó không có tính dẫn điện, là thể cách điện á, là dệt CN tai ấy, thì nó thể cách điện. Thì tuy nhiên là nước ấy, thì ở nhiệt độ từ 0 độ C, dưới 0 độ C thì nó sẽ là ở thể rắn đúng không, nó bị đông cứng. Từ 0 độ C đến 100 độ C thì nó sẽ là ở thể lỏng, và 100 độ C trở lên thì nó là thể khí, hay là mình gọi là hơi nước đó, nó gọi là bốc hơi ấy. Thì là những cái đặc tính như này thì nó bị phụ thuộc vào cái việc mà thay đổi nhiệt độ. Và hơn thế nữa là khi mà mình gia nhiệt thêm nữa cho cái hơi nước ấy, thì sao, thì cái mà khí mà cái gì nhỉ, cái nó sẽ làm cho phân ly, nó sẽ làm cho nước phân ly và ion hóa phân tử nước à, sinh ra các hạt lại mang điện là ion và điện tử. Thì mình dịch là mình hiểu nôm na là như thế, thực ra chỗ này là mình cũng không hiểu sâu lắm. Thì cơ bản nó làm như thế, nó xuất hiện là những cái hạt mà mang điện, nó làm xuất hiện nhà điện, có nghĩa là nôm na là khi mà mình tăng nhiệt rất là lớn lên ở những cái hơi nước như vậy thì nó sẽ sinh ra là những cái phân tử mang điện hoặc cái ion mang điện, nôm na là như vậy. Thì khi đó thì những cái mà ở trạng thái là từ trạng thái là cách cách điện à, trong cái khí đó cách điện, trong cái lớp khí đó cách điện, nó chuyển qua trạng thái là có thể dẫn điện. Ví dụ như trong cái hình này mình thấy là lúc đầu chỗ này là nó là không có trạng thái gì hết, không có nhiệt độ cao gì hết ạ.
thì nó là ở trạng thái là khí thôi, khí cơ bản, như không khí mình đang sờ, mình đang nhìn bình thường này là nó không có dẫn điện, và khi ở nhiệt độ cao nào nhất định nào đó thì nó sẽ chuyển từ trạng thái là cách điện sang dẫn điện. Thì nôm na thì mình hiểu theo cái ngôn ngữ cơ bản của, là như thế. Thì cái này chắc mọi người cũng nghe nhiều rồi. Ở trong cuộc sống mình thì ngày xưa thì mình tưởng tượng chỉ có ba trạng thái của vật thể đúng không, là thể rắn, thể lỏng và thể khí. Đấy, nhưng mà ngoài ra có một cái thể thứ tư nữa, sau này khoa học đã phát triển thì mình mới biết đó là cái thể gì, là thể plasma. Thể plasma thì là một cái thể thứ tư. Cái thể plasma này á thì là nó ở trạng thái là cái số lượng mà phân tử, mà điện và cái ion là nó bằng nhau, là nó bằng nhau, ở trạng thái bằng nhau, và nó trung tính về điện kiểu như thế. Rồi thì mặc dù chỗ này nó mặc dù là cái ở trạng thái gọi là cách điện, cách điện thì là cơ bản á, là ở trong một cái thể tích là 1 cm, 1 cm khối, 1 cm khối đúng không nhỉ? Thì đâu đó nó khoảng từ một, không nhiều, rất là ít, khoảng đâu 1 đến 100, 100 cái phần tử, 100 phần tử mang điện, rất là ít, nên gần như là cảm thấy là mình sẽ không có bị nhiễm điện, không bị dẫn điện. Tuy nhiên là khi mà ở một nhiệt độ, ở một cái cường, ở một cái điện, ở một cái trường như thế nó cao lớn à, ví như là từ chẳng hạn như là trong không khí từ 5 đến 10 kV trên 1 cm á, thì khi đó là cái sao ta, các cái phân tử điện á, là cái phân tử nó phân ly và nó va chạm vào nhau nhiều, nó bắt bụi va chạm vào nhau, thì cái mà điện tử và cái ion nó bị tăng lên, nó dồn sức lên một cách đột ngột, nó tăng nhiều lên, nó va chạm nhiều nhau, nó tăng lên một cách trong một cái tích tắc, như Shunkan Teki, một cái thời gian rất là ngắn á. Thì ở trong thời gian đó thì cái tính mà dẫn điện nó tăng lên, nó chuyển, nó có trạng thái là từ từ là dệt dentai, nó chuyển qua trạng thái là dendrotai, đô dentai. Thì cái này nó gọi là cái thể ở cái trạng thái đó là lúc mà khi mà bị phá vỡ cái trạng thái cách điện là dệt gen Hakai. Thì khi đó là dòng điện nó chạy liên tục từ là cực âm qua cực dương, chạy cực âm qua cực dương, chạy liên tục như thế. Thì khi mà chạy như vậy thì ở cường độ cao như vậy thì nó sẽ sinh ra cái nó sẽ phóng ra cái hồ quang ở ở trong cái lớp khí như này, ở cái ống mà thủy tinh nhỉ, glass càng, nó sinh ra cái hồ quang trong cái chỗ đó. Thì khi đó là dẫn đến cái chuyện là nó phóng qua thì hai cái cực nó bị chạm vào nhau, cảm giác nó chạm vào nhau, hai cực là cực âm và cực dương, đây là cực dương, đây là cực âm này, nó chạm vào nhau thì nó sẽ sinh ra hoạt hiện hiện tượng này, sau này mình sẽ nghe nhiều là tan đặc cử, là hiện tượng đoạn mạch, nó sẽ làm cho đoạn mạch và nó cứ phóng mít như vậy luôn. Và nó sẽ duy trì mãi cái trạng thái mình cứ nghe, lúc mình hàm mình nghe mình thấy nhìn thấy là mặc dù nó không dính vào nhau nhưng thực ra nó cảm giác là nó dính vào nhau, là bị trạng thái đoạn mạch như vậy. Đây là cái sơ đồ mạch điện, nhưng mà nó vẽ một hình tượng lên là như thế này, điện cực, hai cái nó chạy và nó chạm vào nhau ở hiện tượng là đoạn mạch, và nó truyền điện với nhau, nó truyền điện với nhau, nó chạm vào nhau, nó như thế này, nó phóng điện, mà chỗ này là chỗ này sinh ra hồ quang, từ việc này nó phân đi, nó chạm vào nhau xong tách ra, nó phân ra hồ quang kiểu như vậy, theo mình hiểu là như thế. Có bạn nào thì chỗ này nó hay hơn không? Mình hồi trước mình học thì thấy đại khái là nhìn thấy là lúc mà đi hàn thế là chấm vào phát nó xì, phát nó nhấc lên phát là nó lúc ạ lúc mà cầm cái mối hàn á, nó chấm vào cái phát nó xách ra, nó nhấc lên chút chút là cứ thế duy trì mãi trạng thái như hình 1.7 này. Thì kiến thức thường thức mình thấy là như vậy. Chị Hiền với anh Thắng có bổ sung chỗ này không? Cơ bản thì chị tại vì nhé chị hơi bị khớp một chút xíu, là tại vì cái sách mà chị có là sách web 1 với cả sách web 2 của đời cũ, Ủa? nên là ở cái chỗ này nó viết Sâu có hơn những à? cái có chỗ thì sâu hơn sách cũ mà có chỗ thì nó đi lệch với cả sách web 1 đó. Cho nên là
chị nghe em nói thì chị hiểu thôi, còn bảo là chị có cách hiểu khác hay không thì tại vì chị chưa đọc qua, À. chị mới được nhận được sách nên là chị chưa có đọc qua cái đoạn này, nên là chị cũng không có cách nghĩ khác. Ok, cảm ơn chị Hiền. Anh Thắng bây giờ khí sao anh Thắng? Cái này thực ra thì bên cơ khí bọn anh cũng không, như anh thì anh không dùng nhiều cái này. Cái plasma thì chỉ là dùng để mà cắt là nhiều, còn anh không Cái này nó không đang nói về nguyên lý sinh ra plasma anh. được cái đấy hiểu, nhưng mà chứ anh cũng không hiểu hết mấy cái này. Để thôi, mình đi qua nha. Mình Đi hiểu nôm na theo kiểu cách nghĩ thông dụng của mấy người nông dân như mình được rồi. Rồi em sẽ đi tiếp nha. Rồi thì theo cái phương pháp như vậy á, nó dính vào nhau, nó dính vào nhau xong nó rời ra, thì ở trong trạng thái như vậy nó sẽ sinh ra hồ quang, nó sinh ra hồ quang và nó phát điện như thế. Thì ở đây thì nó cái phần này thì nó giải thích về cái việc là cái phản ứng mà là hấp thụ nhiệt à, này đâu cái gì, cái phản ứng mà ion hóa của các cái phân tử khí là những cái phản ứng mà hấp thụ nhiệt, nên là nó cần năng lượng, nó cần phải có một cái năng nguồn năng lượng. Thì cái nguồn năng lượng là à, cứ hồ đen nhiều plasma nhiều thì cái plus họ gọi, người ta gọi cái plasma, cái khí, cái plasma mà nó được sinh ra bởi cái việc phóng điện như thế thì người ta gọi là phóng điện, alo, người ta gọi là plasma hồ quang. Và cái để mà duy trì cái năng lượng mà để duy trì cái plasma hồ quang đó thì người ta gọi nó là gì đây, arc plasma, người ta gọi nó là hồ quang, plasma hồ quang, không không phải, người ta gọi sao ta, người ta có thể gọi nó là cái nặng cái nhiệt mà Joule, cái nhiệt Joule hay là cái phát nhiệt mà điện trở, cái phát nhiệt điện trở được sinh ra bởi cái dòng điện mà nó chạy qua cái điện trở, mà gọi là plasma hồ quang. Mỏng mỏng quá thôi, nôm na nó là như vậy. Thì mình thấy chỗ này nó hơi đi đi sâu về cái tính tính vật lý vi học á, nó cũng không liên quan lắm. Thì mình xin tiếp nha, là phần như cái hình mà 1.8 ấy này, cái biểu đồ 1.8 ấy này, thì nó là cái biểu đồ liên quan đến cái việc mà giữa cái dòng điện hàn và cái điện áp của hồ quang. Thì ở đây họ giải thích á, là trong cái một cái lớp khí của argon này, cái biểu đồ này là nhầm, cái biểu đồ mà 1.8 này là biểu đồ mà thể hiện cái quan hệ của cái cường độ dòng điện và cái điện áp hồ quang trong cái thể khí mà argon, và khi mà hàn là hàn hàn tích. Như cái biểu đồ mọi người nhìn thấy ấy, thì cùng với cái sự tăng, cái hồ quang mà nó càng dài ra, cái hồ quang càng dài cùng với một nhiệt độ, cùng với một cái cường độ dòng điện á, mà hồ quang mình càng kéo dài nó ra thì cái điện áp của nó sẽ tăng. Điện áp của nó sẽ tăng. Ví dụ như mình thấy ở ở vị trí này đi, thì nếu mà cái điện, à nhầm, khi mình kéo dài ra thì cái điện áp nó giảm chứ. Ban đầu là từ 10 này, chỗ này từ 10 này. Cái này bị nhầm trời. 25. Khi kéo dài ra thì điện áp nó tăng. Là cái trụ mà điện áp nó tăng thì cái này là 2.5 này, sau 5 đến 10 này. Khi mình kéo từ từ khoảng cách từ vật chủ tới cái dây hàn á, từ 2.5 đến 5 đến 5 đến 10 thì cái điện áp nó sẽ tăng khi mà mình cố định cái cường dòng điện. Và thêm nữa là ở trong cái khu vực á, mà cường độ dòng điện nó nhỏ á, khoảng chỗ này này. Khi cường độ dòng điện nó nhỏ thì cùng với một mình giữ nguyên cái chiều dài của hồ quang á, nghe, mình giữ nguyên tay, mình giữ nguyên như này. Nguyên như này. Thì khi mà cường độ dòng điện mà nó giảm thì điện áp nó sẽ, khi cường độ điện tăng chứ thì điện áp nó sẽ giảm, mà khi ở phần bên phải này á, thì khi cường độ dòng điện tăng thì điện áp tăng. Thì ở đây họ chia ra hai cái thể loại, là thể loại nhất là ở trong trường hợp là cường độ dòng điện nhỏ và khu vực cường độ dòng điện lớn. Ở khu vực cường độ dòng điện nhỏ thì cường độ dòng điện và điện áp hồ quang
là tỷ lệ nghịch với nhau. Nhưng mà khi ở trường hợp mà, khi ở cái khu vực ở cái phạm vi mà cường độ dòng điện lớn, hàn hàn là cường độ dòng điện lớn đó, thì cường độ dòng điện và điện áp nó sẽ tỷ lệ thuận với nhau. Tỷ lệ thuận với nhau. Thì ở đây họ chỉ giải thích, họ chỉ nói chung về cái việc là cái này thì tí ở phần sau nó mới giải thích ạ. Thì sớm mất rồi. Qua cái biểu đồ 1.9 á, thì họ nói về cái cường độ cái gì nhỉ? Cái nhiệt độ của cái vùng ảnh hưởng của hồ quang và cái lõi của hồ quang chỗ này đó, thì nó thường là ở nhiệt độ trên 10.000 độ C, và cái phần nóng nhất thì họ đo được nó ở khoảng 16.000 độ C. Thì như nhớ có một năm mà nó có ra cái câu này như thế, thì mọi người nhớ con số là 10.000 đến 16.000 là cơ bản là ổn. Theo mình nhớ là như vậy. Rồi, tiếp theo á, thì theo cái biểu đồ 1.10 này, biểu đồ 1.10 này á, thì nó phân loại cái gì? Cái việc phóng điện này, thì ở trong cái thể mà bên trong của cái hồ quang như vậy, nó sẽ chia ra là ba cái vùng. Ba vùng này cũng mình nhớ là cũng có ra đề thi đó, cũng có đề làm nào thi, phải như tí nữa cũng sẽ một câu đó. Là vùng thứ nhất đó, là cái vùng là ác à, cái vùng nhất là Inkyoku. Inkyoku là cực âm nhé. Inkyoku Koka Dioiki là cái vùng mà gì ta, Koka là giảm mà rớt à, cái vùng mà giảm cực âm mà. Ừ, chữ đây chữ giáng với chữ hạ Thì đó, thì em cũng biết ấy. dịch cái này nó như nào phù Ừ. hợp, còn tiếng Việt không biết đó. Tiếng Nhật thì biết Inkyoku Koka Dioiki nha mọi người. Thì nôm na là Inkyoku là cực âm, Koka là giảm á, là rớt xuống á, là giảm xuống á. Dioiki là cái khu vực rồi, cái vùng rồi. Tiếp theo là cái ác cừ Hashida, ác cừ Bashida, ác cừ Chiu, ác cừ Bashida Dioiki là cái trụ của cái trụ này, độ dài của cái trụ mà hồ quang. Và cái thứ ba là cái Yokyoku Koka Dioiki, thì nó chia ra ba vùng như thế. Theo như cái hình 1.10 như này, thì theo hình 1.10 này mọi người, thì cái biểu đồ nhá, trục tung ở đây á, là cái Kyori. Kyori là Kyori từ đâu? Từ cái chỗ mà bắt đầu được âm của cái đầu dây hàn tới cái việc mà vùng hàn, tới cái vũng hàn này, vật hàn này, thì đây là khoảng cách, là trục tung là về Kyori. Trục hoành nhá, ở đây họ nói về cái điện áp hiệu điện thế. Thì nếu á, mọi người để ý á, nếu mà cái điện áp này này, cái khoảng cách này nó càng lớn ra á, càng lớn thì cái điện áp nó đến càng lớn, đúng không? Mà khi mà Cho chị xin lỗi với bạn nào đang mở máy và có em bé có đúng tiếng em bé nói có thể mute cái mic của mình lại không? không? Bạn nào dùng Galaxy Tab S á, như Ờ. mình nói á. Oh, cho mute luôn. Ok. Em điều khiển được. Ok. Hình như người khác cho mute được mà. giờ chị biết. Rồi, tiếp theo á, thì nếu mà ở cái chỗ mà khi mà Kyuri mà nó nhỏ lại á, khi mà trục này nó nhỏ lại á, thì điện áp bạn lớn lên. Alo, nó về không chứ? Kiểu như vậy. Thì ý là mình cái biểu đồ này mình có thể nhìn thấy được luôn. Thì ba vùng đó là ba vùng mà câu này nó sẽ ra thi. Như là mình thấy năm nào nó cũng ra câu này hết. Mấy cái vùng này nó là vùng gì kiểu như vậy. Thì một cái là mình đọc lại nhá. Inkyoku Koka Dioiki là cái vùng này này, vùng mà sát cái Yokyoku Yokyoku Koka Dioiki là cái vùng mà sát cực dương á. Cực dương là vùng vùng mà vật chủ, vùng mà mình hàn á. Vật mà vật được hàn là bồ dai này, hay là vấn đề nó gì, cái từ gì nhỉ? Hiyoshitsu bừa, Hiyoshitsu à, là vật được hàn, vật bị hàn, hay là vật chủ á, bồ dai á. Còn cái mà vùng mà Inkyoku Koka là cái vùng mà nó ở phía cực âm. Cực âm là cái cực mà chỗ mà bên dây hàn. Còn cái đoạn giữa này, đoạn giữa chiều dài này, đoạn này là cái đoạn mà ác cừ Bashida. Rồi, phần này thì mình thấy nó không có ác Bashida kiểu millimeter slice in kiểu như bị. Nó là cái trụ mà hồ quang á, cái vùng đấy thì nó ở khoảng là vài mm. Vừa nãy như mình thấy là vừa nãy bao nhiêu nhỉ? 2,5 mm, khoảng tầm 2,5 là
2,5 mm, 5 mm, 1 mm là rất là lớn rồi, cái là 1 cm khoảng thôi. Nên mọi người thấy là các anh mà thợ hàn á, họ hàn là cái đầu mà cái đầu dây hàn nó gần sát 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 sát, sát cái chỗ mà cái vũng hàn luôn á. Nên là mình vẽ hình tượng hóa này nó dài lớn này thôi, nhưng thực ra cái hồ quan nó rất là ngắn, ngắn khoảng đó 2,5 hay 5 mm, 10 ly, 10 mm như vậy thôi. Tương tự như vậy là cái in kêu của cô ca điều kiểu bị vô kêu của cô ca điều kiểu á, micro, cái này không phải tương tự mà nó còn rất 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 là nhỏ. Theo hình thù như mình thấy là nó chỉ vài micro, nghĩa là 10 mũ trừ 6. Nó rất là cái vùng rất là nhỏ trong cái phần mà cái cấu thành cái ác cử này. Rồi phần này thì nó chi tiết quá. Đọc đọc đọc. Rồi đến phần mà biểu đồ mà 1.11. Biểu đồ 1.11 thì nó về cái cấu trúc của cái plasma, cái hồ quang plasma này ở trong cái áp suất không khí. Ở biểu đồ bên trái ấy, hình A này là của cái khí trong cái môi trường khí là heli. Ở bên phải là trong cái môi trường khí là khí argon. Dưới áp suất là 100 kilopascal của cả hai bên giống như nhau. Thì đây là cái biểu đồ thể hiện là trục hoành nhé, là về cái nhiệt độ. Nhiệt độ đây là vị ở đây nó ghi là nhân với 1.000 độ C, cái là đây là 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000. Tương tự như bên này, trục tung là cái mật độ phân tử, mật độ phân tử heli trong cái trên một 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 mét vuông ở chỗ trên 1 mét khối ở nhiệt độ tương ứng, là đấy là biểu đồ. Bên này là argon nhé. Thì ở đây mọi người sẽ thấy á, là theo biểu đồ 1.12, biểu đồ 1.12 nó thể hiện là cái hệ số mà tỷ suất truyền nhiệt, tỷ suất truyền điện của khí heli và argon, cái số lượng phân tử, cái số lượng mà điện tử trong cái plasma này này, hay là nó còn nói là nó có liên quan trực tiếp, hay là cái gì mật độ điện tử này nó có liên quan trực tiếp tới cái tỷ lệ mà điện trở của cái việc mà phóng điện hồ quang. Hơi hơi khó hiểu. Thì như cái biểu đồ 1.11 vừa nãy mình có giải thích ấy, 1.11 đâu rồi? À không, biểu đồ 1.11 đây này, thì là ở nhiệt độ, cái chỗ này mình đọc thì ấy, nó hơi bị sai sai hay sao ấy. Là dưới 10.000 độ C ấy, dưới 10.000 độ C thì cái heli, cái mật độ phân tử heli và tương tự ở nhiệt độ như vậy. Đối với phân tử mà argon thì khi so sánh với nhau thì nó atomically là nó chỉ sai. À, thì nghĩa là ở cùng một nhiệt độ 10.000 độ C. 10.000 độ C. Ở cái vùng dưới nhá, cái vùng mà vùng 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 bên trái này. Cái vùng mà nhỏ hơn 10.000 độ C đó. Thì họ nói là cái số lượng, cái mật độ, cái phân tử heli thì nó ít hơn mật độ phân tử argon rất là nhiều. Nhưng mình thấy là, ủa, cái này có phải chỗ này không ta? Thì nó bằng nhau ấy nhỉ? Hay là họ đang nói ở chỗ này thì không biết. Cái mà phân tử gọi là phân tử truyền điện mang điện tích dương và cái electron mang điện tích âm này, thì có phải là nó ít hơn rất là nhiều hay không? Mình không 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 đọc mấy chỗ này mình không có hiểu lắm. Thì cái họ giải thích là cái việc mà nó khác nhau như này, lý do vì sao nó khác nhau như này thì nó được thể hiện ở cái biểu đồ, ở cái đồ thị mà 1.12 của cái sự khác nhau về cái tỷ lệ truyền nhiệt, cái hệ số truyền nhiệt, nhầm, hệ số truyền điện, xin lỗi mọi người, hệ số truyền điện của cái heli và cái argon. Nó là hình này, 12 đây, đen ký đen đen ký đen doritsu. Cái điện, cái đơn vị của nó là một chia cho ôm. Một chia ôm có nghĩa là một chia cho cái điện trở ạ. Thì ở cùng một cái nhiệt độ như này thì bây giờ rõ ràng mình thấy nhiều hơn rồi đúng không? Cùng một cái nhiệt độ là 10.000 độ C như này thì đây là công. Đây là công, cái số cái tỷ lệ truyền truyền nhiệt của nó này. Và đây là heli. Thì khác nhau rất là lớn. À công là atomically là nó lớn hơn. Có nghĩa là nó truyền nhiệt, nó truyền điện tốt hơn. Nó truyền điện tốt hơn. Cái heli rất là nhiều trong cùng một cái nhiệt độ và cùng một cái áp suất. Thì họ nói là giải thích lý do nó là như vậy. Thì chỗ này mình cần
thì chỗ này nó sẽ link đến cái nội link đến cái thông tin như nào. Đây các thông số mà họ là họ đã làm thực nghiệm rồi, ví dụ như là gì nhỉ, heli với công thì cái năng lượng mà ion của nó thì lần lượt là 24,6 eV, một cái là 15,8 eV, rồi heli nô đen 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 đi energy á công nó số đây như kurabete iten go bay jo oki cự oki senawachi heli no ho ga công ni kurabete đen đi shinikui ô tô ý kỳ thì cái này họ họ là họ đã làm thực nghiệm rồi. Thì chỗ này thì mình muốn nhấn mạnh là quay lại cái biểu đồ hồi nãy á, là cái đồ thị 1.8 mà mình có nói á, là nó họ sẽ giải thích được cái vấn đề vì sao ở cái vùng mà nhiệt độ thấp thì anh em ở cái vùng mà cường độ dòng điện thấp, cường độ dòng điện nhỏ hay là hay còn gọi là show đen điêu thì cường độ dòng điện và điện trở nó lại thì nghịch với nhau, còn ở vùng mà đai đen điêu thì cường độ dòng điện và điện trở và điện áp nó lại tỷ lệ thuận với nhau. Thế cái này ở chương sau khả năng là mọi người sẽ gặp lại thế này, thì đây nó có giải thích về vấn đề đấy. Thì đây ở đầu tiên á là nó nói về cái việc là khi ở cái trạng thái mà cường độ dòng điện thấp T đen điêu này, thì cùng với việc mà điện khi mà điện khi mà cường độ dòng điện tăng đen điêu tôi muốn nhìn là đen áp dưới T ca sư nghĩa là điện áp nó sẽ giảm. Ngược lại trong cái vùng mà cô đen điêu này cô Nigawa đều ạ đen điêu tôi tôi muốn nhìn đen áp dưới gạ Joso sư thì ở vùng điện áp vùng cường độ dòng điện cao thì cường độ dòng điện và điện áp thì nó lại sẽ là cùng với tăng. Thì lý giải vì sao như thế thì theo cái đồ thị 1.12 này á, mình cùng suy nghĩ về cái việc là cái tỷ lệ mà truyền truyền điện của cái plasma. Thì ở khi ở cái khu vực mà cô đen điêu này, cô đen điêu kỵ thì cái nhiệt độ khi mà ở nhiệt độ khi mà ở cái cường độ dòng điện thấp á, thì cái khí cái plasma này nó sẽ ở nhiệt độ thấp. Đúng không? Cái nhiệt độ nó sẽ thấp. Nhiệt độ sẽ thấp và cái khi nhiệt độ thấp như này mình thấy là cái biểu đồ như này này, khi ở nhiệt độ thấp thì cái tỷ lệ truyền điện nó sẽ nhỏ. Tuy nhiên khi mà tăng khi mà cái điện cường độ dòng điện nó tăng lên á thì cái gì? Cái nhiệt độ nó cũng sẽ tăng lên. Cường độ dòng điện tăng lên thì nhiệt độ sẽ tăng lên. Nhiệt độ tăng lên thì cái dẫn đến cái chuyện là cái tỷ lệ truyền nhiệt nó sẽ tăng. Và chính vì thế là theo cái đồ thị 1.8 á mà theo đồ thị 1.8 thì cái điện áp nó sẽ có xu hướng là nhỏ lại. Cường độ dòng điện tăng lên thì có nghĩa là cái mẫu tăng lên đúng không? Cái điện trở nó tăng lên đúng nhỉ? Tăng lên thì cái điện áp à đâu phải nhầm. Cái I tăng lên và vôn là bằng I nhân với ampe đúng không nhỉ? À, vôn là bằng I nhân với ampe nhân với ôm đúng không nhỉ? Đúng ta? Hiệu điện thế là bằng cường độ dòng điện nhân với điện trở đúng không ta? Đúng đúng U bằng Y nhân R. U bằng I nhân R đúng rồi, đúng không nhỉ? Thì khi mà cái gì nhỉ? Cái đen cái này này, khi mà cường độ dòng điện tăng lên thì nhiệt độ tăng lên. Nhiệt độ tăng lên thì dẫn đến cái điện trở tăng lên. Tăng lên thì dẫn đến cái chuyện mà điện ở đâu cái điện trở tăng lên, cái điện trở lên một triệu ôm tăng lên dẫn đến cái chuyện là cái điện áp nó sẽ giảm xuống đúng ta, đúng ta, cái này nó cứ ngượng ngượng nhỉ. Một chiêu ôm tăng đúng rồi, là một chiêu ôm tăng thì là cái nó sẽ giảm thì đã điện áp nó sẽ giảm, đó là một cái là tỷ suất truyền nhiệt à, tỷ lệ truyền điện à, một chiêu ôm một chia ôm nhân mét đúng không, thì nó tăng thì cái ôm là giảm thì là điện áp sẽ giảm. Còn tiếp tục là ở mặt khác thì khi mà ở cái cường ở cái điện cường độ dòng điện nó cao á, là cô cường độ dòng điện ở nhiệt độ cao á, thì cái
Cái này thì không liên quan. Chỗ mà tiếp theo là cái khu vực mà cô đen điêu gawa đều a này plasma no ondo gasono tiếng ngược lại, thì khi mà ở cái cường độ dòng điện nó cao thì cái tỷ số chuyển nhiệt là nó sẽ giảm, nó giảm thì cái này nó sẽ tăng, tăng thì khi đó là cái U là bằng I nhân R nó sẽ tăng. À, đại khái nó là như vậy. Rồi, tiếp theo ở cái đồ thị mà 1.13. 1.13 thì nó nói về cái việc là sự khác nhau cùng với một cường độ dòng điện như nhau thì tính chất của argon, heli và nitơ ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện khả năng truyền 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 điện khác nhau, thì dẫn đến cái chuyện là cái điện áp nó cũng sẽ khác nhau. Mà điện áp khác nhau thì theo thì công suất, công suất là bằng W là bằng cái gì, I nhân với là bằng cường độ dòng điện với điện áp đúng không, công suất là như vậy đúng không, thì khi nó khác nhau như vậy thì dẫn đến cái điện cái công suất nó khác nhau thôi, thì họ chỉ giải thích công cái nội dung là như vậy. Rồi cuối cùng là cái việc nói về cái năng lượng của mà cái việc mà phát cái hồ quang theo thời gian. Thì đây nó sẽ có cái phần mà ở phần tích cử Yoshitsu này và cái phần mà Hifuku Aku Yoshitsu, Mach Yoshitsu, Mich Yoshitsu của một cái này là hàn điện cực không tan. Cái này cũng là điện cực. Mach cử là điện cực Mach cử và Mich cử là điện cực tan, còn Hifuku Aku Yoshitsu cũng là điện cực tan. Thì ở đây Q nó là cái năng lượng nhiệt, còn I là điện cực dòng điện, U là điện áp và N là cái tỷ lệ hiệu quả của nhiệt. Q sẽ bằng N. N đâu, chứ đây không phải là N, chứ này là gì nhỉ, chứ đọc gì ta, Nui, Nui à? Ừ, Nui nhân với I nhân với U. Mọi nhớ thức này nha. cái nui đó là hiệu suất nhiệt đấy chị, như vậy Hiệu suất nhiệt đúng không? Là hiệu quả đó, cái hệ số mà nó hiệu quả của nhiệt. Hiệu suất nhiệt. Cái này hơi giống về về bên công suất nhỉ, công suất là bằng U nhân với I đúng không? Thì này thêm cái hiệu suất nhiệt nữa vào thì cơ bản là nó bằng Nui nhân với công suất. Đại khái nó là như thế. Rồi cơ bản là như vậy, mình sẽ làm một mình còn khoảng tầm 7 phút nữa mình sẽ làm một số câu nữa nhé. Có liên quan đến bài học ngày hôm nay nhé. Thì cái này cũng là đề của năm 2018 thôi. Tháng 6 2018. Không, mình làm công 5 chứ đi. Nãy lỡ lỡ gọi anh Công thì không gọi lại, không biết có buồn không. Công nha. à, Câu số 5. câu 5 là phương pháp không phá hủy nào đây được sử dụng cho cái hàn alumin. À, cái này là điện không tan anh, không phải là báo không phá hủy. Là cái phương pháp hàn điện cực không tan nào? Được ứng Rồi. dụng cho hàn Hàn nhôm. hàn nhôm, Ừ. phương pháp điện cực không tan thì có đinh G với plasma, Tích cực với plasma. Đúng rồi. mà đây plasma không có, chỉ có đinh G. Tuyệt vời. Đi về thôi, Một một sự quá logic. Chính hai xác. loại đó thôi. Hồi xưa lúc mà em làm câu này cũng như vậy. Hồi xưa là như em đi thi là em thi năm 2019 à. Là hồi trước em cũng luyện đề cũng làm câu này thì cũng tương tự suy luận nhanh công luôn. Không không biết là hàn nhôm là nó rốt cuộc là nó hàn hàn cái gì. À, nhưng mà như anh nói là hàn điện không tan thì nó chỉ có Hai loại hai loại. Đó là plasma với đinh ngừ. plasma với tích cực thôi, chỉ có hai này thôi, còn lại như là hàn hàn tay này, hàn sắc magi, hàn sido gas, sido này, mic cử mắc cử electro này, hay là ác cử sát đồ, tất cả là hàn điện tan hết. Nên chính vì thế câu mình chọn đó là câu chọn tích cực. Một câu trả lời chính xác. Cảm ơn anh Công. Rồi câu tiếp theo, quay lại câu số 2. Câu số 2 bạn Lê Nguyễn Xuân Huy. Con Hèn Huy đâu đây? ga sư sư là cái nào dưới đây?
Gia sư Sidorua. Nào ta. D hả? Rồi, câu D hồi nãy câu này vừa nãy có nhấn mạnh lúc mà chia sẻ rồi vẫn vẫn bị dính ạ. Không nhớ. Giả sư. Không nhầm là câu B. Câu nào nào? Magia Câu 1 đúng không? Carter. Câu 1 đúng không? E thì Câu A là ra sư sĩ rồi. Hàn Quê Thì đúng cửa không? cửa cử học hành quê thì không phải, Hàn không Quê thì nhầm. không phải đúng không? Ừ. Hàn Quê thì không phải rồi nào? Câu câu C hả? Còn hành quê Ừ, thì không phải, là câu B thì là dùng dùng Magia. cát đúng không? Dùng cái gì giống cũng là một đúng Submaji đúng sức mà gì thì nó đổ cát chứ nó không dùng khí. Chính xác. đúng rồi, thành ra sự là lúc nãy người ta nói là Hàn bị áp lực đúng không? ra sự là bên bên À, bên áp bên lực. kia thì Ừ. là câu C đúng không? Câu C là hàn mích mắc đúng không? Hàn mích mắc là hàn điện cực tan hay không tan? Mít mắt là tan nha. Tan à? Chắc chưa? Trời lại Mắc đó. cường, mắc cường. Tan. Ok, cảm ơn Huy. Tan đúng không? Tan. Hàn Tan quá đi chứ. mít Rồi ok, câu số 2 là hàn mic nhá. Câu A có nghĩa là hàn hàn que thì nó không dùng khí. Dùng bánh que thôi thì có thể dùng que thuốc như nào đó. Hàn tiếp theo là hàn về sáp và magi hay mình gọi là hồ quang chìm á. Hàn hồ quang chìm thì hàn dùng trong phương pháp mà để hàn là hàn pH mọi người sẽ rất là nhiều. Hàn nghiêng nghiêng xong đổ. Hắn đổ đổ xịt đổ cái lớp hàn này xuống mà sau đó là hàn đâu hắn đổ cái cát phủ lên đến đó để chống cho cái việc mà bị pit hay bro hô được. B là hàn trong cái phần này mà mình có nói nó là hàn hàn bên này nhá, gas sử này. Thế là bên hàn áp lực hoặc là cũng không phải liên quan đến cái hàn bằng độ khí. Thì có hàn mic đây, hàn mic mắc là dùng hàn dùng khí bảo vệ. Rồi ok cảm ơn Huy. Tiếp theo câu số 3. Cho chị Cho câu anh hỏi hỏi tí, cái câu số 2 này ở trong sách là cái chỗ nào mình không sử dụng phương pháp loại trừ vậy thì nó có viết ở chỗ nào trong sách không? có chứ. Đấy. Dùng khí bảo vệ đúng không? Dùng khí bảo vệ ác cử gì nhỉ, siro gas đây, gas siro ác cử yoshitsu đúng không? Chỗ nào để nói là về hàn mic đúng không nhỉ? Đúng rồi. Chỗ nào là hàn mic à? Chỗ nào thì nó ở phương ở chương sau mất rồi. Cái này chắc phải bữa sau À. nhờ chị Hiền. Với là cơ bản là lúc mà cái người làm đề này họ cũng mặc dù họ nói này chỗ này anh công này là cái phần này á là nói là phần đặc tính của hàn nhé, À, chứ đặc không phải tính là của hàn cái nên là chương sau nó mình mới học đúng không? đúng rồi cũng À. nó sẽ nằm trong phần chương 1 này á. Thì khả năng là nó sẽ nằm ở phần chỗ mà bên hôm sau mình dạy học về mic mắc. À. Tại anh cứ sợ đi thi mà phải suy luận như thế này thì chắc thôi À, khỏi đi thi. cơ bản là đề nó cũng đi theo một cái thể như vậy, thỉnh thoảng nó có một số câu nó sẽ bị bắt chéo một chút ở một số phần trong cái cùng một chương thôi, nhưng mà cơ bản đi theo thứ tự như vậy luôn, cơ bản đi theo thứ tự như vậy luôn. Rồi câu tiếp theo nha, câu Từ 3 nha. từ cho chị đính À chính một cái và cho chị hỏi một cái. Đính chính là nói về các loại hàn đó là phần 1.4 là chấm tận 4 nữa. buổi học tiếp theo chứ không phải là buổi học của chị, buổi học 2 bữa Đúng rồi, chị ý là nữa. chị dạy 2 buổi mà. Không, ý là còn sau đó nữa, nghĩa là chị dạy là À, 1.2 thì đi đến 1.4 nữa à? 1.3 đến tận 1.4 thì mới nói về các loại À, đây hàn. à, đây à, đây à, đây đúng không? Đây đúng không? Thì lúc đấy thì sẽ có nói chi tiết Đây đúng không? Chỗ anh thì Công hỏi là chỗ này đúng không? ừ. Đây này. Đây đúng không? Ô, sao lại bị gì ta? Thật ra thì chị Đây, nó sẽ thấy nằm ở chỗ mà Yokushiki ga Sushiro Akuyosu đúng không? ừ. Nó sẽ có là hàn mic, hàn mắc, rồi hàn... Đúng rồi, đúng Rồi, rồi. đấy, được chưa? Thì chỗ này anh Công 2 buổi sau mà nghỉ học thì nhớ buổi này đi học nhá. Ok. Ok. Rồi, Tất ok anh. cả cho chị hỏi một câu á, đó là vừa nãy mọi người có nhắc đến là hàn Savumaji á là có dùng phủ cát đấy. Đúng rồi. Thì tại vì cái sraku cái từ tiếng Nhật ở trong họ sử dụng là sraku ấy, thì chị cứ đinh ninh trong đầu sraku là sỉ. Sì, Chứ sắc là sì. đúng rồi. Nên khi mọi người nói là phủ cát thì chị giật mình ấy. À, cát ạ, họ dùng cát ạ, dùng cát. Ủa, cát chứ không phải là sỉ à? Cát, 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 cát.
Không, cái nó quốc quốc hà, nó quốc hà không cắt đâu. Cát Nghĩa á, là xỉ, nghĩa là cái đó cái chính mà xác ấy, mình là cắt hàn từ ra từ rồi á, hàn cái ra đúng rồi, cái mình hàn ra rồi, cán cán ra, mình cán đúng nó ra rồi, thành mình những đẩy cái hạt ra bụi nhỏ đúng thì cái đấy là không? slacker, đấy là xỉ. Đúng đúng, thì là họ phủ phủ cái lớp xỉ đó chứ. Không, Bây giờ họ mọi người họ nói là phủ cát lên chị mới họ mới đổ cát lên chị. À đây này, ồ không, đấy là họ nó đã hàn tiêm dụng rồi. của họ chị ạ, không Đúng phải đúng là rồi, phải là đây đây cusur đây là này, quốc hàng á. đây này, họ hàn đâu là họ đổ, hắn hàn cái đầu hàn với cái đầu mà đổ cát á, là đi cùng nhau luôn. Hắn hàn đâu là hắn đổ cát đấy, hắn đổ chìm, hắn hàn đổ chìm dưới cát ấy. Nên là chính thế mà mình Hiểu hay hiểu gọi, Việt hiểu. Nam mình gọi là hàn hồ quang chìm, là hồ quang nằm chìm dưới chỗ cát như thế, hàn đâu phát đổ cát đấy luôn. À, Hiểu thì cái hiểu. đấy sử dụng nhiều nhất là trong cái việc mà làm cái pH, họ làm nghiêng cái cánh và cái cánh và cái gì nhỉ, cái hai cánh và cái dầm, cái cánh và cái bụng, hoặc là nghiêng này và cái nó đổ đổ này, thế Có đó khi đó là. nào là ở Việt Nam thì đổ cát thay cho xỉ, tại vì xỉ đắt hơn rồi. Còn ở bên Nhật thì đổ xỉ ấy. Đổ xỉ là cái gì? Đổ 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 xỉ là đổ cái đổ slag cừ á. Slag Thế cừ là mình khi đang mình nhầm hay sao? khi chị mình nhầm, ý là cái khi mà cái xỉ nó sinh ra là bởi vì là do cái lớp thuốc ấy đúng không? Sao phải Đúng đánh đi rồi. mà. Vừa nãy nó mình trong cái thằng này này. Nó Đúng sinh ra sau khi nó sẽ được sinh ra sau khi mà mình hàn thì nó ngưng động lại ạ. Đây này. rồi. Đây này, cái slag cừ này, khi mình hàn xong thì cái ở cái đường hàn, cái mặt bề mặt đường hàn thì nó sẽ có cái lớp xỉ nó bị đông cứng ở đây, và nó sẽ bảo vệ lớp này để khi nào mà nó đông cứng hẳn, nó hết bị nó nguội rồi á, nó nguội rồi thì khi đó thì mình phải nhớ là giục kiều khỏi cái slag cừ đi. Chính vì thế là mình thấy hay nghe cái câu chuyện là gọi là slag cừ makikomi đúng không, vì lớp xỉ này không sạch nhá, khi mà cái men mà nó không sạch thì nó bị ngậm xỉ á, hay gọi là slag cừ makikomi á. Cái cát kia để bảo vệ mối hàn chị ạ, Đúng rồi, chứ không phải là cái xỉ hàn như chị hiểu. Cái cát kia là bảo vệ mối hàn chị nhé. chỉ ví dụ nhé, chỉ ví dụ yên tâm với cái này là hình như là không phải cát đâu, mà nó là dạng thuốc ấy, nó vẫn cháy một phần để cát nó đấy, cái đạt đó được. là cơ bản là như Cái là nhau cát, ạ. cát Cát ừ. Miễn miễn là chống chống cái việc, nghĩa là mọi người giống như mình nói vừa nãy á, cơ bản là mục tiêu của nó là không để cho cái không khí nó xâm nhập vào cái mối hàn khi mà mới được hàn. Thì tùy, nghĩa là có thể là ở bên Nhật dùng cái cáp chuyên dụng như nào đó, nhưng Việt Nam mình thấy hôm trước mình xuống xưởng em cứ xúc xong lấy cái gì cái hốt ra xúc cát đổi vô. Alo, 100.000 tao. Nói đi Vũ. Cái đó là nằm cái đó gọi là fracture, là hai cái đó là như nhau đó. Một cái là theo dạng bột, một cái là theo dạng nó đã đi sẵn vào quầy hàng theo từng lớp của quầy hàng. Đúng rồi, ý là fracture khác, ý là chị Hiền đang hỏi về slag cừ xỉ. Là Slag chứ cừ thì nghĩa là là khác. thì em bảo là cái fracture á là nó làm nhiều lớp so với quầy hàng, sau khi mà nóng chảy thì nó nổi lên trên thì người ta gọi đó là slag. Slag cừ đúng rồi, vì nó bị trạng thái gọi là sau khi ấy rồi thì chỉ có bỏ đi thôi, không dùng lại được đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Tầm lấy cái cuốn thịt cô từ Kandiyu Sisa có cái hình minh họa cực kỳ rõ luôn, nó cũng có cái structure mà chị đang nói luôn á. Mọi người Chương thể chương theo nguyện 3 đó, thể theo chị nguyện vọng từ luôn, từ đã mở cái đó lên cho chị coi cái chị biết liền à. thể theo nguyện vọng luôn. tôi chỉ rất là thắc mắc cái chỗ này. Nó ghi, chị nhìn nhầm á, cái structure là cái lớp màu màu xanh giống như Vũ mới nói á, là nó hàn xong nó đẻ ra cái lớp đó, còn còn cái lớp tanh nó, cái lớp cát nó phía trên nữa. Đây là senpai Huy sẽ dạy tịch cô gần đi kêu cho năm nay, năm 2024, nhờ mọi người ủng hộ nha. Chờ hả? Ok. Chương 3 trong trang 186 ạ. Trời ơi, nhớ luôn. Trời Ê, đất. các bạn nhớ ủng hộ cho bạn Huy mập nha. Thi hậu à. Nhớ like và share. Đây đúng không? 186 à? Tới nữa. Đây Trăm này. tám sáu. Đây, trên đây. Đúng rồi. Đây, 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 Ở đây. trên nó cái chỗ màu tím tím đấy. Màu xanh Đây lá đúng cây không? là cái sragger mà chị nói á, còn cái mà cái cát lớp ở trên là cái màu tím tím đấy. Nó Deal. hơi Deal sát sẽ nhau nha. fracture đúng không? Ừ. Hiểu 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 Thì là mình đang hiểu cái lớp màu tím tím là cát nè. hiểu. Nó màu đen, nó hơi đen, nó không giống cát xây dựng, nó không có vàng vàng trắng trắng như cát xây dựng. Chiều rồi. Rồi còn cái màu cái mà chị nói sragu là cái màu xanh lá cây, nó chỉ một tên, cái này là gì ta, fracture Không, cái này sragu.
Cái này có nghĩa là cái lớp cát của mình là cái lớp này này, cái lớp cát của mình là cái lớp này này. Đó Wow, là cái thật lớp là cát này tiếng này, được luôn. chưa? Là lớp cát này này. Là ở đây họ ghi là ý là cái fracture là thuốc á. Ở thể diffusion á, được chưa? Thì cái này là sau khi mình khi nó đông kết lại, nó cứng lại thì nó sẽ sinh ra một cái vảy. Cái vảy này sau là mình sẽ đánh bỏ đi. Slag là mình sẽ đánh bỏ đi. Còn thực ra cái mối hàn của mình chỉ đây thôi. Mối hàn của mình chỉ đây thôi. Đó. Cái lớp này sẽ lớp đánh bỏ đi. Đúng rồi. Còn cái lớp này Nghĩa làm là gì? khi Lớp đổi này rồi. sẽ thu về và đẩy lại ở phía tiếp theo đi đi, đi tiếp, tại vì cát có hạn. Đúng rồi. Ý là là như vậy. Xem cái hình anh Ok, bảo chị em. hiểu rồi. Cảm ơn mọi người. Khi nào Vũ mai xuống nhà máy quay ở đây cho anh em ngay thì hay quá, Vũ nhỉ? Để có cái video trong chỗ này. Đúng không? Vũ xe cho mọi người nha. Rồi, ok, cảm ơn chị Hiền. Câu hỏi quá hấp dẫn. Cộng cho Hiền một điểm like. Hôm sau mọi người nhớ ủng hộ chị Hiền nha. Rồi, mình qua câu số 3 nha. Câu số 3 nha. Tiếp theo là bạn nào đây? Bạn Trung Hiếu. Trung Hiếu là như có thi rồi mà đúng không? Thiều Quang Việt. À, Việt chưa uống bia mình này. Cái này lúc nãy anh ấy bảo là cái gì cái tinh dự rồi, thì còn cái này còn mỗi còn lại cái plasma nữa. À, cự rồi thì chữ này hết. Chắc Ôi là trời. đá B. Em đọc cho mọi người được không? Hay là mình cùng làm mà. Cái Nhanh quá. hi hiyo kyoku cự yosetsu bunrui sareru no doreka hi miku plasma akuzu hitsu e deku toro nasu zo akuzu hitsu to sabunaji akuzu hitsu. Thì hàn không nóng, hàn điện cực không tan thì có hai cái là thi cự với plasma akuzu hitsu, thì cái đấy là về Về điện plasma akuzu. không tan là chiều hai này rồi đúng không? Vâng. Này ăn điểm rồi. Ok, cảm ơn Việt. Còn hai câu nữa. Hai câu nữa mình làm cho nó xong luôn nha. Rồi Lê Trung Kiên. Kiên Phượng Cươi. Kiên mít lên Kiên. Không nghe kia ơi. Có anh nghe kia không? Không. Mic micro bị gì rồi? Rồi. Không nghe rồi. Thôi ok, hôm nay Kiên mất quyền trả lời nha. Ok, cảm ơn Kiên. Tới bạn Thạch nha, nhiều bạn Thạch nha. Em đọc em dịch cho mọi người luôn luôn được không? Cái áp mà qua cái nó đổ cấu thành bởi cái gì ấy? Cấu thành bởi cái nào đúng không? Thì cái một thì nó nói về cái điện áp một cái cột quang và cái chiều dài của hồ quang, và cái thứ ba là cái cường độ dòng điện của hồ quang. Câu B nói về cái điện áp của cột hồ quang, cái cực dương của điện áp, cực âm của điện áp. Cái câu C thì nó nói về cái chiều dài của hồ quang, cái điện áp cực âm ạ, dương và điện áp cực dương và điện áp cực âm ạ. Cái câu cùng nó nói về cái điện áp mà cực kia từ cái gì ạ? Cái điện áp của dây và cái điện áp cực dương và điện áp cực âm. Thì con em ấy câu câu B câu C. Câu B, câu C hay câu D? Câu B C cái điện áp của cái áp cực cái chiều dài của áp à, của cái hồ quang, hay là cái điện áp của cái hồ quang này, một trong hai cái. Cái hình mà anh vừa giải thích là em lại không có sách, nhưng là cái hình mà anh vừa giải thích em quên mất rồi.
Quay vô Ok. xem câu nào. Cái hình tổng khoảng 1.10 mấy á, nó có nói về cái Ừ, đáp án là câu gì? B hay bọn hệ xe một tí nữa đây, đoạn này thì khả năng là cô bé. đúng rồi, câu B nha. Câu B. Câu B đúng không? Cái Akabashira. Cái tiếp theo là cái Yose Yokyoku Kokaryoki với cả cái tiếp theo là cái Inkyoku Kokaryoki. Này có bạn nào gì chứ nó hay không nhỉ? Inkyoku Koka là gì? Giảm mà. Điện áp giảm mà. Giảm cực âm mà. Giảm âm cực. Anh thắng. Thắng xin phép rồi. Học xin phép rồi. Giảm áp cực âm với giảm áp cực dương thôi, thế chỉ thế Nó thôi. là nó là cái gì vậy nhỉ? Thì thấy nó giống như là khu vực gần cực âm và khu vực gần cực dương hơn Từ cô ca mới là giảm mà đúng không? Giảm à, áp mà. giảm giảm áp Là về cần hai cực thì điện áp nó sẽ giảm lại. Chỗ này thực sự cũng 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 không có hiểu rõ lắm. Ôi, cái này để tí hỏi đáp lên tí nữa hỏi đáp lên nhóm xem biết đâu anh chị nào học về điện nhiều khi lại hiểu giải thích cho mọi người dễ hiểu hơn. Chứ bắt mình nhớ này mọi người, mình cùng nhau nhớ nhé. Akabashira này cái Yokyoku Koka với cả Inkyoku Koka. Rồi, ok cảm ơn Thạch. Rồi câu cuối cùng, câu 7 là đến chỗ bạn Nguyễn Xuân Hùng. Cái này anh nói về Yoshitsu den ryu ga ite no bai aku no den atsu to aku cho no kanke wa dore desu ka? Cái mối liên quan giữa cái chiều dài của cái áp cừ với lại cái điện áp của áp cừ á, trong trường hợp mà Cường lực dòng đen điện. cái cường độ điện nó cố định, trong trường hợp mà cái cường độ dòng điện nó cố định, câu A là hobo, cái câu A là không biết được đúng không, nó là nó cùng theo nó cùng tăng với nhau đúng không nhỉ? Hobo gọi là tỷ lệ thuận nhé. À thì đó là thiệt hơn đấy. Còn câu B, câu B là tỷ lệ nghịch. Rồi còn câu C là ác cừ cho gà hèn cà sê mô. Ác cừ đen ác cừ gà hèn cà sê này. Cho dù cái chiều dài của ác cừ nó thay đổi thì cái điện áp của ác cừ cũng không thay đổi. Câu B, câu D là nó không liên quan với nhau. Thì nó là câu B là nó sẽ tỷ lệ nghịch với nhau. Tỷ lệ nghịch chưa? Chắc Lại nghịch. chưa? Chắc chưa? Chắc. Còn chắc chắn nó sẽ có căn kê với nhau rồi, cái D thì nó không căn kê với nhau ấy, nó ra câu hỏi làm gì đâu. Câu Chắc D là chưa? bỏ nè. Còn câu C thì là nó câu C với câu D gần gần như là nó cùng một ý nghĩa. Đến chọn câu B. Bây giờ mình cùng nhớ biểu đồ này nhá. Nhớ cái biểu đồ này nha. Tỷ lệ thuận. Lệ thuận nha. Khi mà cái actual á, cái actual nó tăng lên á, nó dài ra. Dài ra. Thì cái điện áp sẽ tăng lên. Điện áp sẽ tăng lên. Đây này. Đây này. Điện áp này. Điện áp sẽ tăng lên. Thì mình cùng 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 nhớ cái này nha. Mình cũng nhớ biểu đồ này mọi người. Cái này nó sẽ lặp đi lặp lại, nó sẽ lặp đi lặp lại qua cái buổi học tuần sau nữa. Nó cũng sẽ nói về cái việc mà có một số máy hàn là cường độ dòng điện không đổi và một số máy hàn là điện áp không đổi.
À, nó sẽ có một cái suy trục cử gì, suy trục cử tục C rồi là đen áp sự T gì đó, hay là đen đi T, có ba loại. Thì nó sẽ có lại nhắc về là biểu này, lý do vì sao. To be continue, để bữa sau để cho các sen mai dạy tiếp cho nó hứng khởi. Thì trước mắt là mọi người cùng nhớ cái đặc tính này. Hôm nay là buổi này là cái buổi đầu tiên đó, thì có một số cái nội dung là nó hơi hơi khó, thì đầu tiên mọi người về đọc lại cơ bản để quen với cái mặt chữ, quen với các cái sen môn yogo, cũng như quen với cách mà nó cái keiko của cái hàn này thôi. Còn bước sau, các buổi sau thì nó sẽ đi sâu hơn. Thì như thế. Rồi, câu này đáp án là câu A nhé. Câu này đáp án là câu A nhé Hùng. Cảm ơn. Tiếng là thoát nhầm. Tỷ lệ thuận, tỷ lệ thuận. Thì theo bộ đồ này, mình trước là mình nhớ theo hiểu hiểu theo bộ đồ này nhé. Ok. Rồi, ISO. Cho chị có quyền còn câu thắc mắc về cái câu vừa nãy được Ừ. không? Ừ. À, em có thể bật lại cái màn hình cái chỗ câu hỏi vừa nãy được. Ok luôn. Ừ. Ok luôn. Ok luôn. Giống như là chị đọc chị hiểu ấy, thì thật ra câu hỏi của nó là cái điện Trong điện trường lưu là cái gì, cường độ dòng điện cường y độ dòng điện nhất không định đổi, không đổi. không đổi ấy. Thật ra nó có đổi hay không thì hai cái thứ này nó vẫn tỷ lệ thuận với nhau mà. Chưa chắc, chưa chắc. Ý là trong cái ý không đổi là cùng một giá trị ấy. Nghĩa là mình dễ hiểu là cùng một giá trị này, cùng với một giá trị cường độ dòng điện. Chứ nếu mà mình so sánh nó không khác. Ví dụ như nếu theo biểu đồ như này á, mình so sánh thằng ví dụ sẽ có một đường này đúng không, khoảng ba gì đó đúng không, là đường này đúng không. Thì nếu mình so sánh thằng y chỗ này với cái thằng y chỗ này thì rõ ràng là nó sẽ khác nhau đúng không chị. À, it nó mai nghĩa là T là không chạm phải một, là cùng một giá trị á, cùng một giá trong trị cùng điện. một giá trị, chứ không phải là ý của nó là khi mà mình cố định, nói là nhỉ? Định cái từ định điện áp nghĩa là gì? Là cường độ dòng điện không đổi. Đúng không? Ví dụ là 25A là 25A. Khi máy hàn có phải mình sẽ có một cái quay để mình chọn cái gì nhỉ? À, mọi người đã nhìn cái máy hàn rồi chưa? Nó sẽ có một cái nơi mà mình vặn cái vôn, một cái nơi mà mình vặn cái ampere, chỉnh cái creta sodi và chỉnh cái lưu lượng khí đúng không? Thì mấy chị cố định cái chỗ mà ampere rồi á, được chưa? Thì chị khi mà chị nhấc cái mũi mà mũi hàn nó cao lên này. Khi nhấc cái mũi hàn cao lên thì cường độ dòng điện thì điện áp nó sẽ như thế nào, ý họ là như thế, thì nó điện áp sẽ tăng, ý là như vậy. Hoặc khi chị dí sát vào điện áp sẽ giảm, ý là như thế. Ý nghĩa của cậu lại là như vậy. Ok, chị hiểu. Cảm ơn em.